bột mì, các bạn coi nhá, bột mì. Wow. Tại sao không không thơm à? Đây, bột mì ha. Rồi. Cái dòng máy này cầm nó khá là nhẹ, nó khoảng tầm là 1.1 kg, hơn 1 kg, 1.7 kg đó mọi người ạ. Rồi. Nó lại còn là không dây nữa. Thay vì ngày xưa mình phải kéo dây lòng thòng thì cái dòng này hiện tại nó đang là không dây luôn. Nó có cái là không dây luôn. Khi mọi người sạc thì mọi người có thể hút trong khoảng tầm là 30 phút liên tục. Hút liên tục trong 30 phút, khi mọi người sạc đầy nó nhá, mình sẽ hút liên tục trong 30 phút. Mà một cái giường mình đâu có hút lâu dữ vậy đâu mọi người. Mình đâu có hút thì cái giường gì mà hút 30 phút. Đây bây giờ nè, Hằng sẽ test cho mọi người. Đầu tiên đó là chức năng đọc nha mọi người. Chức năng đọc của máy. Mọi coi nè. Mọi người sẽ thấy được nó đọc không mọi người? Mọi người thấy nó rung không? Các bạn có thấy được nó rung không mọi người ha? Cái mục đích của nó rung như thế này á mọi người, để là cho những cái bụi bẩn. Đây là mới mức 1 thôi, cho những cái bụi bẩn. Cái mục đích mà nó rung như vậy để cho những cái bụi bẩn nó nằm sâu bên dưới ấy, mọi người, nó có thể đẩy lên trên, có thể đẩy lên trên cho mọi người để nó hút vào cho nó dễ nhá. Rồi nó có mức thứ nhất này, mức 1. Rồi, mức 1 nè. Đó. Mức 1 mọi người, từ mức 1 nè. Rồi, mức 2 nè. Trời ơi. Đó. Đây mọi người coi nhá. Sắp đi giường, sắp ghế sofa, sắp nệm, sắp nụm các thứ luôn nhá. Đó là cái chức năng đầu tiên. Rồi để hút bụi, à bụi mịn luôn. Và cả tóc nè, tóc ngắn và tóc dài, lông cún, lông mèo đều có thể hút được mọi người. Và tất cả mọi loại lông này đều có thể hút được luôn. Bụi mịn là có thể hút tốt vào trong luôn nhá. Thứ hai nữa nè, mọi người sẽ thấy ở đây nó sẽ có một cái số lượng đèn. À khi mà Hằng hút cái này á, Hằng để lên trên, có bật lên cũng thấy. Đây, mọi người sẽ không thấy cái đèn đúng không ha. Nhưng mà khi mà Hằng để như vậy nè, các bạn coi nhá. Đâu rồi là cái đèn, mấy má ơi, cái đèn. Đấy đấy, bây giờ làm sao để cho mọi người thấy được ta? Đấy đấy đấy, mọi người thấy được không mọi người? Bởi vì cái đèn này, bây giờ Hằng sẽ lấy một cái đèn thẻ UV nhá, Hằng test cho mọi người coi. Đây. Đây. Đúng không mọi người ha? Đây đây, cái đèn ở đây. Cái đèn này đó chính là đèn UV để diệt đi những cái con vi khuẩn, là những cái con ve bụi đấy, diệt đi những con ve bụi dễ gây ngứa ngáy cho cơ thể của tụi mình. Một cái tiếp theo nữa là cái khu vực này đây, nó có thể giúp cho mọi người cái vấn đề đó là tỏa ra một cái nhiệt hơi ấm ấm một xíu nhẹ thôi, nó không phải là nóng nhá mà chỉ hơi ấm một xíu thôi. Nó sẽ giúp cho những cái những cái giường nệm của tụi mình đó mọi người, nó không có bị vấn đề làm ẩm mốc. Đó, đây là cái công dụng của nó. Rồi, cái sản phẩm này nè mọi người ạ, giá của nó, chị ơi cho em xin giá deal hôm nay nào. Hôm nay là 1.399. 1.399, một cái không cần dây. Các bạn áp voucher vô. Mọi người ơi, mình áp voucher vô một cái nữa nhá. Rồi cái này mình lấy ra khá là dễ này. Đây. Đó, mình lấy ra khá là dễ. 1.149 đúng chưa mọi người? 1.399, cái này là cái loại không dây luôn nha. Không dây và các bạn có thể hút liên tục trong vòng. Mày có hay đất nha. Đúng rồi, em biết mà. Nó hút liên tục trong vòng 30 phút. Mình sẽ hút liên tục trong 30 phút liền mọi người nha. Và nó là máy không dây, mình sạc vô là hút khoảng tầm 30 phút liền luôn. Rồi, có thể hút được bụi mịn, hút được tóc. À rồi, có khả năng mà bật cái đèn này lên này. Mọi này, có cái khả năng đó là khử khuẩn bằng tia UV. Khử khuẩn bằng tia cực tím đấy. Áp voucher vô giá 1.300 mấy, áp voucher vô còn 1.140 mấy ngàn một máy đúng không? Bảo hành 12 tháng nhá. Nó tiện ở cái chỗ đó là nó có hai mức để hoạt động. Hai mức, ví dụ như cái nệm của tụi mình đó mọi người, các bạn muốn hút từ từ đấy, có những cái nệm mà mọi người nó không có, nó hơi bùng nhùng một tí, chanh mềm nó bùng nhùng một xíu mà đi mọi người hút mạnh quá thì nó sẽ dễ bị dính vô đây, nó sẽ dễ bị dính vô thì nó sẽ không có hút được nữa, gọi là cái chanh mềm nó bị dính vô đấy mọi người ạ. Thì nó sẽ khó hút, thì mình sẽ bật cái mức nhẹ hơn để cho cái việc mà nó chỉ hút những cái bụi bẩn các thứ này, lông tóc các thứ thôi, nó không bị hút thẳng cái miếng mềm của mình vô, nó không bị nghẹt ở bên trong đó. Thông thường á, ê nó nghe nè, cái dép hết rồi, dép hết trơn hàng rồi, vừa mới về ngày hôm nay là cháy hàng rồi bà ơi. Sô cô la xíu nữa bà. V10 là nó có dây mọi người ạ. V10 là nó sẽ ít tiện hơn một xíu, là V10 là nó cái dạng có dây đó mọi người ạ. Nó là dạng có dây, còn cái dòng này á là các bạn sạc phao, các bạn có thể xách đi khắp nơi, khá là nhỏ gọn nhá. Rồi, mất tiếng hả? Mất tiếng hả mọi người? Mất tiếng, mất tiêu hả? Em cũng Hằng cũng biết nữa. Hằng cũng không biết là có tiếng không, Hằng cũng biết. Ủa kha kha. Chưa, không được. 那个 cái kia
PNC là Nega bảo không được đâu. Ừ, đây nhá. Sổ tắm gội xíu hàng qua, rồi cái này mọi người mở ra. Mọi người coi nè. Hàng tắt cái này, thôi để lấy cái mới cũng được. Lấy cái mới cho mọi người. Hàng đổ cái mới vô cho mọi người lại, những bạn nào vô sau chưa coi được nhá. Một cái máy hút giường nệm. Đó, đây là bụi mịn nha mọi người. Đây. Đây là cái để mọi người có thể test được xem đúng là nó có cái chức năng đập để cho những cái bụi mịn nằm sâu bên dưới có thể dễ dàng thoát lên trên không. Dễ dàng thoát lên trên để nó hút vô ấy. Cái này các bạn có thể thấy được cái độ đập của nó nhá. Rồi, tóc nè. Thằng chuẩn bị thêm tóc cho các bạn. Đây là mẫu không? Đây. Đây nha mọi người. Rồi, cắt nhỏ lên. Ừ, cắt nhỏ ra nữa. Đây, cái cọng này họ sẽ cắt. Đấy. Cái dọc này họ sẽ cắt nhỏ ra nha mọi người. Là giữ ấy. Không có gì đâu. Đây. Đây nhá, rồi đây mấy bạn ha. Rồi tóc dài có này, tóc ngắn có này, đầy đủ các thứ là đều có trên này luôn. Đó, mặc dù là hàng biết là tóc của mọi người một lần mọi người rụng không có thể rụng nhiều như vậy được, nhưng mà mình cứ thử xem nhá. Rồi cái này ấy, nó sẽ có những chức năng, một đó là hút bụi mịn, hai nữa là cái tiêu UV này sẽ khử khuẩn những cái con ve bụi với mọi người, là những cái con dễ gây kích ứng da, đặc biệt gia đình có em bé nhỏ mọi người chú ý một xíu nhá. Thứ ba này, những cái bụi mịn như là những cái lớp bụi mịn như là bột mì mà thế này, như là những cái bột mì như vậy thì cái bụi nó rất là mịn. Nếu như mà để em bé hoặc là gia đình mình nằm trên một cái lớp nệm mà có nhiều bụi mịn như vậy, mình hít vô mình sẽ dễ bị cái vấn đề là phổi về phế quản, rồi ho, rồi hen suyễn các thứ hả. Rồi cái dòng này hàng test thử nhá. Đôi khi mọi người ơi, mắt thường mình không nhìn thấy đâu, nhưng mà khi mọi người hút ra mọi người hú hồn luôn. Đây nhá, có hai cấp độ, cấp độ thứ nhất và cấp độ thứ hai. Cấp độ thứ nhất đó, mọi người thấy này, cái đèn hồng sáng không, cái đèn hồng sáng cấp độ thứ hai đó. Cái đèn này là chỉ khi nào mọi người hút thì nó mới sáng thôi. Nhưng mà bởi vì á nó không có sáng khi mọi người đưa lên trên mặt, là bởi vì nó bảo vệ an toàn cho mình để UV nó không rọi vào mặt mình đấy đó. Rồi cái thẻ này mọi người thấy này, đây đúng không mọi người hả, bên dưới chính xác là có đèn UV. Rồi thứ hai nữa, chỗ này nó sẽ tỏa ra một cái gì hơi ấm thôi, các bạn sờ vào đây nó sẽ hơi ấm một xíu, mọi người hút lâu một xíu rồi sẽ ấm rõ rệt hơn nhá. Cái ấm này để cho mình tránh tình trạng bị móc ẩm cái nệm của mình đó, để hạn chế tình trạng bị ẩm mốc đấy, là như vậy. Đây nó sẽ làm ấm cái nệm, làm cho cái nệm được khô ráo hơn nhá. Rồi sản phẩm này mọi người ạ, giá gốc của nó khá mắc, nó là một cái loại không dây luôn, mình không cần phải nối dây lòng thòng nên mình có thể xách đi giường này xách đi giường kia, kể cả những khu vực mà nó không có ổ điện, chỉ cần mọi người sạc đầy nó chung mình trong khoảng tầm 4 giờ để mọi người sạc đầy, và mọi người sẽ xài liên tục trong 30 phút. Mình sẽ hút liên tục trong vòng 30 phút là sẽ hút được nhá, là sẽ hết pin nhá. Đó, cái này là ở đây mọi người sẽ gỡ ra này, bảo hành sẽ là 12 tháng mình có thể gỡ ra được. Và cái chế độ của nó đó là có hai hút, hai lần mức hút. Mức hút nhẹ và mức hút mạnh hơn, có hai mức để tùy theo cái nhu cầu sử dụng của mọi người để mọi người hút nhá. Rồi những gia đình nào mọi người có người già lớn tuổi đó hay bị vấn đề về phổi, phế quản, hen suyễn, mọi người nhất định phải mua những cái dòng mà hút bụi giường nệm mịn, và bạn nào có cái làn da mà mọi người da địa cơ địa nhạy cảm dễ bị kích ứng này nó có tử cũng nên sử dụng nhá. Rồi tiếp theo nữa này là em bé nhỏ, đặc biệt gia đình có em bé nhỏ thì mọi người đừng bỏ qua mọi người ha. Rồi cái dòng sản phẩm này là của Perry Smith, đây là một phiên bản mới về.
vô chờ vô. Giá deal của nhãn hàng là 1.300.000 chị hả? Táo hả xíu? 1.399 táo xíu nữa mọi người ạ. 1.399 nè, mọi người add voucher vô giúp Hằng thì mọi người đang còn cái giá trung bình sẽ rơi vào đó là 1.149. 1.149.000 đúng cái giá này không mọi người ha? Có phải các bạn đang mua được cái giá 1.149 không? Comment giúp Hằng với. Chị ơi, sô cô la vẫn chưa xong à? Chưa. Mò cái gì đấy? Thằng kia mò cái gì mà lâu dữ vậy cái thằng Hiển? Làm lẹ đi, trời ơi trời, người ta đợi từ nãy tới giờ. Đợi nãy giờ luôn á mọi người. Đây đây đây, cái này là đang là 1.149.000 nhá. Của Barry Smith đó mọi người. Em hút nốt cái này đi. Em hút nốt cái này đi. Đó. Rồi, 1.149.000. Gia đình nào có em bé nhỏ mọi người có thể trải nghiệm cái dòng sản phẩm này được. Trải nghiệm được. Táo hả? Táo xíu nữa bà ơi. Hút bụi sàn nhà nó nghe nè. Cái máy này để bà hút bụi sàn nhà thì nó không có ổn. Muốn hút bụi sàn nhà thì bà có thể vô trong hãng bà mua những cái máy hút bụi sàn nhà của hãng cũng được nhá. Máy này nó chuyên hút bụi giường nệm thôi. Bởi vì mình thấy nè, chỗ này nó sẽ có thêm mấy cái bánh lăn nữa. Và cái lực của nó sẽ không có mạnh như cái lực hút bụi sàn nhà. Không có mạnh như vậy được. Bởi vì bụi sàn nhà mọi người nó không có những cái lớp vỏ chăn ga gối nệm. Nếu như mà cái này nó mặn quá, chân gối nệm sẽ bị dính vào cái lỗ hút và không hút được nữa. Cho nên cái độ mặn của nó là nó chuyên thiết kế dành cho hút chân gối nệm. Hút bụi sàn nhà đôi khi nó sẽ còn phải mặn hơn và cái này nó sẽ không thực sự phù hợp. Nó sẽ phù hợp với mọi người để hút sofa, hút giường, hút nệm, hút sofa, hút cái thảm của tụi mình mọi người nhá. Còn để mà hút cái sàn gỗ hoặc cái sàn nhà của tụi mình thì nó không phù hợp. Cái sàn nhà có thảm thì ok. Sàn nhà có thảm thì được, những cái gì mà nó có thảm đấy là các bạn có thể hút được nhá mọi người ơi. Giường, sofa, rồi nền thảm. Đó, những cái gối lông đúng không ha? Những cái thảm, những cái rèm cửa của mọi người mà mọi người gỡ ra bỏ để xuống dưới mặt bàn á, những cái gọi là cái gì ta? Rèm mà đúng mà. Em gọi đúng mà hả? Rèm cửa hả? Đúng rồi, những cái rèm cửa đó mọi người nhá. Em được 879 á. Ở đâu ra cái giá đó? V20. Mọi người ơi, nó đây là dòng V20 không dây. Cái dòng không có dây luôn. Sạc đầy một cái là xài trong khoảng tầm 30 phút nhá. Dòng V20 không dây đó mọi người ạ. Em chờ là trời, từ nãy 2 tiếng chị không biết chị lên bao nhiêu bọng táo rồi. Em đợi thêm khoảng tầm 15 phút nữa là có đợt táo lên nữa đó bé. Hằng lên những cái thời điểm đó để cho mọi người dễ đạt qua đi chị ơi. Sản phẩm tiếp theo. Sữa banana. Rồi, nay con nải. Sữa chị, nay bây giờ nay con nải. Bảo Linh nói... Nào cơ, thì xem bố dùng chồng thôi là chưa có trái mình bố bố y tinh chai bố rồi. Chưa có đẻ hả? Ừ. Đây, chưa cơ, gì mà? Đây, 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 đây. Cái này mọi người sổ dành cho người trưởng thành. Em bé khoảng tầm từ 10 tuổi trở lên. Em bé từ 10 tuổi trở lên, nó khác biệt ở chỗ đây là một cái dòng sữa non đó mọi người. Nó là một cái dòng sữa non, nhưng mà đối với cái sữa non đó, cái này là nhà hàng có đang xài dở rồi. Nhà hàng đang xài dở nha. Con bao 4 lớp phải không chị hả? 4 lớp đúng không? Tà xeo 4 lớp phải không? Đây, dòng sữa non này á mọi người thì sẽ là một thùng tặng máy vắt xa. Một thùng mấy lớp bà ơi. Trời ơi, 4 lớp phải không? Đây, nghe nè. Sữa non đối với cái người mà trưởng thành, ví dụ từ bé 10 tuổi trở lên cho đến người trưởng thành nhá mọi người, hoặc là ba mẹ mình hoặc là ông bà mình cũng vậy, ba mẹ hoặc ông bà cũng vậy. Khi mọi người sử dụng sữa non á, thì cái vấn đề về sức đề kháng của mọi người nó sẽ được hỗ trợ tốt hơn. Nên cái sữa non này, ví dụ như thông thường người ta hay nói sữa non là cái sữa mà mẹ mới sinh bé trong khoảng tầm 3 ngày đầu á mọi người. Đó, là cái sữa nó sẽ rất là đặc và dinh dưỡng nó rất cao. Đó, người ta hay vào sức đề kháng, thông thường người ta hay nói là em bé mới sinh ra cứ phải cho em bé uống sữa mẹ một tí. Đó, uống được bao nhiêu thì uống được 1 giọt hay là 2 giọt hay là 3 giọt thì uống cũng vẫn phải uống đó mọi người. Bởi vì Hằng cũng sinh hai bé rồi, mỗi lần sinh ra là bác sĩ đều nói như vậy hết trơn á. Mặc dù kêu là bác sĩ ơi, mình mới sinh ra, em mới sinh mà đâu có sổ đâu, bác sĩ kêu cứ cho bé ti đi, cứ cho bé ti đi, nó ra 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt thì cũng cho bé ti đó. Bởi vì cái sữa non cái lúc đó nó rất là chất lượng, rất là dinh dưỡng mọi người ạ. Mà em bé mới chào đời cần cái thứ đó. Và đối với những người mà có cái sức khỏe hơi kém một xíu nè, thì các bạn nên bổ sung những cái dòng sữa non. Thì đây là một cái dòng sữa của Vana mọi người ạ. Sữa của Vana Nutifood nhá, một cái thương hiệu thì cũng khá là lớn rồi. Vana Nutifood nó là một cái dòng sữa non dành cho đối tượng từ
10 tuổi trở lên. Những gia đình nào có ba mẹ già lớn tuổi hoặc bố mẹ mình sức đề kháng hơi kém một xíu thì các bạn có thể là trải nghiệm thử cái dòng sữa này nhá. Bây giờ này mọi người ạ, Hằng sẽ có một cái như thế này cho mọi người. Đó là combo của 4 lốc, 1 lốc, 2 lốc, 3 lốc, 4 lốc cho em xin giá ngày hôm nay nè. Để em check xem. 4 lốc mọi người sẽ được tặng thêm một set massage. Hả? 600 ngàn. Thật á? 600 ngàn. Trời ơi, có bạn nào mua được rẻ hơn không mọi người? Nó cứ ngon ngon ngọt ngọt ngậy ngậy mọi người, nó ngậy hơn một xíu đấy. Đấy, chết rồi, 500 ngàn. Trời ơi, 500 ngàn. Trời ơi, một thùng phải không mọi người? Phải không chị? Em không nói lầm chứ? Phải không mọi người? Một thùng 4 lốc ha mọi người hả? 600 ngàn mọi người, áp voucher phải không? Các bạn áp được voucher phải không? Bầu uống được bà ơi. Đúng không mấy bạn? 504 đúng không? Trưa nè, phần quà nè. Đối với những cái người trưởng thành, ví dụ như Hằng nói như ba mẹ mình, ông bà mình có phải hay bị đau nhức không? Hay bị đau nhức. Vợ của mình, ví dụ như Hằng đây mọi người mới sinh em bé xong một cái, đầu cổ vai gáy nhức bởi hay cho em bé uống sữa đầu gục xuống này, đau lưng. Đấy, rất cần những cái thứ như thế này. Và người già đặc biệt là ba mẹ mình cần nữa. Nhãn hàng sẽ tặng cho mọi người thêm một set. Một set massage với một đầu, hai đầu, ba đầu, bốn đầu tất cả. Một set massage với bốn đầu. Hằng ví dụ Hằng test cho mọi người như thế này nhá. Đây. Đó. Nó sẽ massage mình như thế này. Mọi người ha. Đó. Đặt mức độ lên. Đó. Tùy theo nhu cầu sử dụng của mọi người. Trời ơi, nó tê hết cả chân tay, tê hết cả tay chân luôn mọi người nhá. Đó, nó là cái set massage như thế này đây mới bảo. Đó, nó sẽ massage. Các bạn nào mọi người cần hiện tại đang là một set có bao gồm nì bao nắng cơ sổ bay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 4, 2, 4 hộp tất cả sữa non. Ôi trời ơi. Này cơ, chấn nải đó, cũng được chấn nải đó, sủi bê. Sủi bê. Em nhớ là em kêu bà là lấy cho em cái ly nước mà. Bà lấy cái ly thí nghiệm ra cho em vậy. Trời ơi, đây, cái chất ở bên trong nhá. Cái chất bên trong này, cái này là cái bịch là mà nhà hàng đang uống dở rồi mọi người. Cho nên nó không có còn nguyên vẹn như mọi người tượng trưng. Nó là đủ 4 set đi ha. Đây, giá của nó đang còn bao nhiêu mọi người? Trời ơi, mấy nào mua 399 ngàn vậy? Trời ơi, cái này có uống được không? Không đâu mọi người, cái này không uống được đâu. Cái này ví dụ như mọi người mua về xong rồi mọi người mở nó ra xong mọi người đem đi tưới cây với mọi người đó. Mình đem đi mình tưới cây thôi chứ không có uống cái đồ này nha mọi người. Trời ơi. Đây, nó ở bên trong nó sẽ như vậy nè, đó. Mọi người uống vô nó sẽ ngậy ngậy á, nó là cái dạng sữa non. Nó là cái dạng sữa non như thế này nha mọi người, uống vô nó sẽ ngậy ngậy, cái màu sữa nó đúng như thế này luôn. Đấy, và Hằng sẽ mọi người đó đấy, và Hằng sẽ hú cho mọi người đó là đây là một cái dòng sữa mà rất thích hợp cho những bạn nào mà có gia đình mình có cái người là sức khỏe hơi kém và sức đề kháng kém, dễ ốm đau bệnh tật là các bạn có thể sử dụng nó mọi người nhá. Bởi vì sữa non ấy, đôi khi nhiều bạn mọi người chưa biết sữa non là sữa gì à. Sữa non Hằng ví dụ như sữa mà mẹ mới sinh em bé xong khoảng tầm 3 ngày đầu, đó chính là sữa non các bạn ha. Đó chính là những cái sữa non, nó rất tốt cho cái vấn đề mà bổ sung sức đề kháng cực kỳ tốt cho cái vấn đề đó. Nên là nếu như bạn nào mà nhà mình có người sức đề kháng kém, bé từ 10 tuổi trở lên cho đến đối tượng như là ba mẹ mình, ông bà mình, các bạn có thể mua về làm quà cũng được. Hè đấy, nhà mình nghỉ hè mình có về quê mọi người ha, các bạn có thể sắm sẵn xong đó mình về quê, mình đưa bé nhỏ mình về quê thăm ba thăm mẹ để các bạn tặng cho ba mẹ cũng được. Một set của nó có bao gồm là 4 lốc tất cả, 1, 2, 3, 4, mỗi lốc 6 hộp, tổng cộng là 26 hộp tất cả. Mọi người sẽ được tặng thêm một set máy massage của nhãn hàng tặng cho mọi người luôn. Một set máy massage. Mình sẽ được tặng một set máy massage như thế này đây mọi người ha. Một set máy massage sẽ được tặng kèm cho mọi người. Giá đây là 600 ngàn một set, áp voucher vô mọi người ơi, vị ngọt ngậy ngậy. 264 24 đúng rồi, 24 hộp mọi người ơi. Ngọt ngọt ngậy ngậy đấy. Ủa khai mà? Mấy khai á? Trên nào đi khả? Lát hả? Trên 7000 đến 8000. Ủa nào, chúng ta sẽ nghỉ nó bên khả, chúng ta sẽ cho ủa khả á. Ủa chứ bên 3000 nghỉ, nó bên 7000 nghỉ, xuống ủa khả. Nghĩ kìa, đây. Rồi cái này nha mấy bà ha, cái này nè. Bây giờ hả, khoan từ từ. Bây giờ nhá, theo cái vấn đề mọi người mà hỏi đấy. Trong mỗi trung bình 237ml là nó chứa có 8,2 ml chất chất béo thôi mọi người nhá.
chứa chỉ có 8.2 trong 237 view thôi mọi người ạ. Không nhiều, không nhiều nhá mọi người ơi. Các bạn có thể đọc bảng thành phần dinh dưỡng bao gồm năng lượng, chất đạm, chất béo, các thứ ở bên trong này đều có nhá. Là nó chỉ chứa tổng cộng đó là 8.2 ml chất béo trong tổng 237 ml sữa. Đó, nên là mọi người không có lo là uống vô nó mập quá hay gì đó, không có lo nhá, mình không có lo nha mọi người ha. Rồi, cái này nè, Hằng sẽ hú lại cho mọi người, khi mọi người uống vô nó có cái vị ngọt và nó sẽ đặc ngậy một xíu. Đấy, dành cho đối tượng từ khoảng tầm 10 tuổi trở lên. Một set của nó, đây là một cái sản phẩm sữa non của Nava Nutifood mọi người ạ. Một cái lốc sữa của nó sẽ có 6 hộp. Tổng cộng mọi người mua trên line của Hằng ngày hôm nay đó là một thùng bao gồm 6 lốc tất cả. Tiểu đường nó đang là tiểu đường tiếp mấy đây nè, Hằng quên mất tiêu rồi. Chị ơi, có cái lên chị mở cái phần thông tin lên coi giùm em, đang là hôm trước gọi là cái tiểu đường tiếp mấy đây nè. Hầu như là tiểu đường mọi người không nên sử dụng cái sản phẩm này, mà tiểu đường nó có một cái dòng sản phẩm riêng của mọi người. Nhãn hàng có một cái dòng sản phẩm riêng của cái gọi là cái nhãn hàng này có một dòng sản phẩm riêng dành cho người tiểu đường. Đấy, nên là mọi người tiểu đường thì mọi người cũng không nên sử dụng cái dòng này nhá. Đó, bầu thì xài được nhưng tiểu đường thì không nên. Nên là ví dụ như trong cái việc mà mọi người có người gia đình mình bị tiểu đường thì các bạn có thể là tham khảo nhãn hàng, xem nhãn hàng có thể giới thiệu cho mình một cái dòng sản phẩm khác không nhá. Còn cái dòng này tiểu đường thì Hằng không thích mọi người sử dụng nhá. Rồi, em không thấy máy massage hả? Có quà tặng máy massage không? Máy massage chỉ có combo 100 cái. Combo 100 cái là ta? À, chỉ có 100 suất đang rồi. Rồi xong, hết rồi hả? Hết rồi mấy bà ơi. Vậy là hết máy massage rồi. Vậy là bây giờ các bạn đặt là hết combo đó rồi hả? Vâng. Vậy là full 100 set rồi hả? Rồi còn combo túi tặng thớt này. Không, em chị kêu Hiển túi tặng bộ thớt. Bây giờ chị hỏi Hiển có thể cho em thêm cái combo mà được tặng cái máy massage không? Mọi người ơi, có bạn nào mọi người cần cái combo mà một 4 lốc được tặng set massage mọi người còn không? Có cần cái set này không mọi người ạ? À? Thêm combo mọi người cần phải không? Còn không? Còn hả mọi người, còn hả? Ủa là mọi người vẫn đang đặt được hả? Các bạn vẫn đang đặt được hả sao? Hay là chơi lên luôn. Là đặt được không? Nó chỉ có 100 suất thôi nha. Không đặt được hả mọi người? Mọi người. Ê, còn 4 phút nữa lên táo, 4 phút nữa. À vậy là còn mà, chị check cái đó giùm em, chị vô lên chị check xem chị đặt xem còn không thì em mới biết được. Đặt được phải không mọi người hả? Chị xem còn khoảng tầm bao nhiêu suất thì khan khan chưa thoa ra hay ở tô sọ. Còn mà. Số lượng bao nhiêu bây giờ? Bây giờ phải nói sẵn chứ, bây giờ cái số lượng bên trong còn, có nghĩa là trong cái số lượng đó chỉ có 100 suất hay là hết cái số lượng trong kho? Chị hỏi lại Hiển đi, chứ một hồi xào quần em, một hồi em không biết đường nói luôn. Xem là bao nhiêu? Xem là bây giờ là chỉ có 100 suất đầu tiên được tặng thôi, hay là bây giờ mọi người cứ đặt là mọi người sẽ được tặng nè. Bây giờ nhãn hàng đang kêu là chỉ có 100 suất thôi, để Hằng hỏi lại cái đã nha mọi người. Để Hằng hỏi lại cái đã. Rồi mọi người hãng đặt xong. Chỉ có 100 máy thôi. Chỉ có 100 suất thôi. 100 suất đầu tiên. 100 máy thôi. Mình hỏi xem là nên đúng hay là 100 suất đầu đặt đầu tiên. Thế bây giờ đặt cái lỗ 100 suất tha tinh cho tôi hỏi. Rồi, ok. Bây giờ nhá mọi người ơi. Trên nào đó. Bây giờ nhá, 18, 17, 13 87, 89, còn 11. Còn 11 cái máy cuối cùng nhá mọi người. 89 suất, còn 11 cái máy cuối cùng. Là chỉ có 100 suất đầu tiên là được thôi nhá. 100 suất đầu tiên là được cái máy này thôi. Với 4 đầu 1, 2, 3, 4. 100 máy đầu tiên là còn được 4 đầu này thôi nha mọi người. Rồi cái này này bây giờ Hằng sẽ video, Hằng chia sẻ lại cho mọi người cái này nhá. Là hết cái này là sẽ hết phần quà này. Mà nó sẽ qua cái phần quà mọi người mua combo ấy. Mọi combo 2 thùng ấy thì bắt đầu mình mới được. Đó, bây giờ này, cái này á là cái sữa non dành cho người từ 10 tuổi trở lên cho đến đối tượng như là ba mẹ mình mọi người ạ. À, ba mẹ mình nhá, cái thùng sữa này 600, một thùng 600 được tặng thêm một cái set, nó chỉ còn mấy suất nữa thôi. Thì càng hỏi y bài thì châu thì sao? Ok, càng hỏi y bài châu đủ 100 để Hằng dừng nhá mọi người, đủ 100 để Hằng dừng cái phần quà này. Rồi đây, cái này á là sữa non. Okay. Nó là cái dạng
100. Đấy. Vậy là bây giờ chỉ còn combo 2 mới được tặng thôi mọi người ạ. Kết thúc rồi nhá mọi người ơi. Kết thúc chương trình là mua một set, mua một thùng được tặng một set rồi. Bây giờ là chỉ có combo 2 thùng mới được tặng thôi nhá. Ngưng rồi mọi người ha. Ngưng rồi. Đi bài lính chỉ vào. Ngưng rồi. Vậy lố hết 2 rồi, ngưng rồi. Ngưng rồi mọi người nhá. Mọi người ơi, cái chương trình mà mua một ấy đây, lên chuẩn bị lên hóng giỏ. Chuẩn bị lên táo đi mọi người. Chuẩn bị lên táo nhá. 2 phút nữa hàng lên táo cho mọi người. Mọi người ơi, cho hàng hũ lại này. Cái chương trình mà mua một thùng tặng một set máy massage là đã hết rồi. Bây giờ chỉ còn chương trình đó là mua 2 thùng tặng một set massage thôi. Và cái chương trình tiếp theo, ví dụ như mọi người mua một thùng ấy, là mọi người sẽ được tặng cái quà khác. Mọi người sẽ được tặng một cái set thớt 3, một cái set thớt nhựa 3 này. Và các bạn sẽ được tặng thêm một cái túi Vana nữa. Một cái túi của Vana, xách cái túi Vana đây nữa mọi người ha. Mình sẽ được tặng thêm cái túi Vana nữa. Đây là cái chương trình tiếp theo. Đó, đây là chương trình tiếp theo nhé mọi người ạ. Đây, thì, nhưng mà sao mà mình vẫn không thấy thích bằng cái set massage vậy ta? Em thấy cái set massage vẫn êm hơn chứ hả? Em thấy cái set massage vẫn êm hơn mọi người ạ. Không xin thêm được hả xem? Ừ, xuống đi đi, chứ bây giờ đi bẻ rồi. Chị hỏi hiểu không xin thêm được hả? Chứ cái này nó đâu có êm bằng cái set massage đâu. Cái này để qua hàng bên đi mọi người, để xíu hàng đàm phán lại xem nếu ok nữa hàng lên lại cho mọi người nhá. Nếu mà ok thêm. Ok thêm hàng lên lại cho mọi người chứ mà có 100 set thôi à. Thế đi qua cái ví dụ như mua một thùng mà được tặng một cái túi này thì cái túi này với bộ thớt thì mình thấy nó không có ok bằng cái set massage mọi người. Nó không có tiện dụng bằng. Rồi mọi người ơi, chuẩn bị lên táo nào. 3, 2, 1. Rồi. Lên. Ok. Lên nhá, bà nào đặt được rồi, để hàng hộ đợi mọi người xem bà nào đặt được. 4 lớp tặng một set massage mà chương trình đó kết thúc rồi bé ơi. Kết thúc rồi, có 100 set đầu tiên thôi mà lố hết 2 set rồi. 100 set đầu tiên thôi. Đấy, 546 bạn đang mua nè. Mua sao mà tôi hỏi không rõ là. À, 4 4 tuần là, quán tàn là, chưa xong ra liền tuần là. Chị ơi, sô-cô-la vẫn chưa được hả? Sao chị hỏi anh nghĩ. Sô-cô-la bây giờ là sô-cô-la. Sô-cô-la vậy thì nó lại khỏi. Tại sao cái sô-cô-la chưa được vậy? Tại sao cái sô-cô-la không lên được vậy? Nè, chai. Ờ. Đó. Hết trơn rồi phải không? Hết trơn rồi phải không? Đợi hàng một xíu. Pass. Chai vào trong. Chai vào trong không nào? Em không làm cái lưng sô-cô-la chị hả? Rồi cái lưng sô-cô-la đâu? Thông nhiên trong cái này gì ạ? Nhìn tầm nó cũng qua à? Chào ly à? Mấy hiểu qua nãy chưa? Mấy hiểu à? Dù á? Kể là nha. Kể là bù dầu của chú à? Chào tốt xua là. Mấy lần của chú à? Bà sao cũng chẳng bảo nó, con quỷ. Bảo cái nhóm thôi. Nó có coi nhóm đâu. Nó ngồi nó lên lên là sao nó coi nhóm được. Mấy lần ta đi ủa. Thì cái nhìn qua chung chung. Cái liên sô cô la cũ bị đóng băng rồi mọi người ơi, Hằng cũng không hiểu được cái cơ chế của TikTok là như thế nào. Hằng để cái mục sô cô la thì người ta khóa, Hằng không để cái mục sô cô la thì người ta cũng khóa. Rồi bây giờ cũng không biết bán làm sao luôn. Nhưng không hiểu. Trời ơi. Để cái hạng mục là sô cô la cũng khóa mà để cái hạng mục không phải sô cô la cũng khóa. Rồi sô cô la vô dở hay. Chị lại làm mẹ. Do sang gì nữa? Giờ nó mà nó. Sang rồi. Mà nó thì sự biết là sang này sang này rồi này hả? Chú đi rồi. Qua nó một tội chết rồi, chết sô cô la lên 1.000 hộp. Sô cô la lên 1.000 rồi mọi người ạ. Sai cô bạn. Đi theo đi chị. Chào bạn. Đi theo đi chị. Anh em. Hả? Máy cạo râu. À rồi. Hả? Anh em. Chị gặp. Ừ, đây. Này cái bao hồi nãy ra này cái xoa, này cái giả xoa. Phổ thông là giả xoa. Không phải, không phải. Mài xin cái cái. Mài cái xin là 600. Ồ. Này. Rồi, hàng lên lại cái máy cạo râu cho mọi người. Máy cạo râu này hôm trước. Phila đầu tiên của hàng bán hết 1.000 bao nhiêu tiền? 1.000 mấy chị hả? Bao nhiêu tiền? Sang thứ 4 mai chưa tòa 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 tòa. Sang thứ mai đi cái 1.000 1.500 mấy rồi đây nhá. Rồi đây
Hôm nay Hằng phải đi mua cái này về để Hằng cạo mọi người ạ. Hằng phải đi mua cái này về Hằng cạo. Có nhá mọi người ơi, cứ 30 phút mọi người canh 30 phút là mọi người vô like của Hằng là có đấy. Tại hôm nay bọn tôi em mày. Mọi người đợi khoảng tầm 30 phút sau là lại có nữa đấy. Có tạo nữa đấy. Đây, rồi Hằng đi vô một cái dòng mà máy cạo râu. Hằng vô một cái dòng máy cạo râu cho mọi người. Nào cô, thôi miếng đâu nói. Đây, mọi người ha. Đó, rồi cái dòng này á mọi người, cái dòng này thì Hằng ví dụ như bạn nào mọi người hay sử dụng những cái cạo râu truyền thống á, thì đôi khi mọi người sẽ thấy cái dòng này mới sử dụng mọi người sẽ thấy ủa sao nó không có cạo nhanh vậy ta, nó cạo không có nhanh bằng cái kia hả, bởi vì hai cái dao nó khác nhau. À mọi người ha, cái dao kia là mọi người có thể thấy bằng mắt được luôn, mọi cạo một cái là đi luôn, nhưng cái dao này mọi người sẽ di qua di lại một xíu, mình sẽ di qua di lại một xíu như thế này đây đó. Nào, nhưng mà nó sẽ được một cái đó là nó sẽ an toàn và ở trong những khu vực mọi người cần đi lên đi xuống này nọ các thứ, nó sẽ không có dễ bị tổn thương cái da của mình, không có dễ làm tổn thương da, ví dụ làm xước hay là làm đứt da hay gì đó là cũng không hạn chế cái tình trạng đó nhá. Rồi cái dòng này á mọi người sẽ thấy một cái nhá, là nó sẽ rất dễ để mở ra để vệ sinh, rất dễ mở ra vệ sinh luôn đó. Nó sẽ có cái chế độ nam châm hút, trong khi mọi người xài nó không có lo cái vấn đề đó là nó sẽ bị tuột ra ngoài, nó có nam châm hút nhá. Rồi thêm một cái nữa nè, có chế độ tự mài sắc, tự mài luôn. À mình không có cần phải lấy dao đi mình mài hay là cái gì đó, không có cần phải mài, không cần phải thay, nó sẽ có cái chế độ tự mài luôn. Bây giờ ví dụ nhá, Hằng sẽ bật lên cho mọi người, nó còn có chế độ kháng nước nữa cơ, nhưng bây giờ Hằng sẽ cắt cái này trước cho mọi người coi. Hằng ví dụ cái râu của mọi người nó hơi cứng phải không, nhưng cái râu của mình nó cũng không thể cứng bằng cái bàn chải được. Nó có cứng bằng cái bàn chải, chúng ta đâu có cứng bằng cái bàn chải được đâu mọi người ha. Rồi Hằng bật lên cho mọi người coi thử nhá. Mọi người đang nhìn cái bàn chải hiện tại nó sẽ như thế này. Bàn chải hiện tại nó sẽ như thế này. Đã là được. Thì được bỏ chứ. Mọi người cho hỏi mọi người có thấy là nó cụt đi chưa mọi người ạ? Có thấy cụt đi không mọi người ha? Rồi ly nước nào, trực tiếp thả vào đây. Hằng bật lên cái đã nhá, Hằng bật lên cái đã này mọi người này. Cái lỗ cắm điện này mọi người này, đây là nước này. Đây mấy bà nhá. Rồi giá hôm nay 100 mấy chị Siêu hả? 189 ngàn một cái, 189 ngàn một bàn chải. Mọi người ào ào lỗ. 189 ngàn một cái đồ cạo râu. 189 ngàn một cái đồ cạo râu mấy bà nha. Cái ly này nhỏ quá. Cái hồn nãy cứ tai thì một chút khoảng nãy kìa. Đây. Nó tai là đâu bà? Rồi, mở ra một cái, các bạn chỉ cần mở ra thôi. Mở cái này ra này. Đây, mình mở này ra. Đó, mình vệ sinh nó. Mình sẽ có cái cọ để cho mọi người rửa nữa. Rồi, mọi người coi để nó tự hút này. Tự hút nhé. Đó, đấy, thấy chưa mọi người ha. Đây, đây, đây. Bảo hành 12 tháng. Đấy, rồi có cái cọ này để mọi người tự thải nhá. Mọi người sẽ tự vệ sinh bằng cái cây cọ này. Đây nhá. Ừ, thì Hằng sẽ nói là nếu như bạn nào mọi người đang sử dụng với những cái dao truyền thống á thì mọi người sẽ thấy khi mọi người cạo một cái này, rẹt nó nhanh dữ lắm. Khi mọi người cạo cái này nó sẽ chậm hơn là cái dao truyền thống một xíu, là bởi vì đúng rồi, bởi vì cái lưỡi dao của hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Nhưng cái này nó có một cái đó là khi mọi người sử dụng khắp mặt, mọi người di chỗ này di chỗ kia, nó không có tổn thương đến da của tụi mình mọi người ha. Còn cái kia đúng là nó sẽ cạo nhanh hơn một xíu, nhưng mà mình phải thay lưỡi dao liên tục, thay lưỡi dao liên tục, lâu lâu cứ phải thay một lần đó. Cộng thêm nữa mà mình phải để ý không nó sẽ dễ bị rách mặt của mình phải không? Cái này là có chế độ tự mài ha. Có chế độ tự mài dao, sau đó bảo hành 12 tháng và kháng nước cho mọi người nữa, tự tách ra và sau đó tự hút lại như thế này được luôn. Nè, nó tự hút vậy nè mọi người, nó có nam châm. Trong quá trình mọi người sử dụng không có lo nó bị tuột ra bên ngoài nhá. Và chỗ này các bạn để ý một cái nữa nè, nó sẽ có cái chỗ bập bênh mọi người coi nè, Hằng sẽ lấy cho mọi người coi. Thấy không? Đó. Để đi đến những cái khu vực mà ví dụ như mọi người cái cằm của mình đổ từ đây đổ xuống, cái cằm của mình cần cái chỗ mà nó phải lượn lờ một xíu, nó phải lả lướt một xíu đó mọi người, thì nó có thể lả lướt như vậy được, nó có thể nhấp nhô lả lướt nhá. Rồi giá của nó đây mọi người ạ, bảo hành sẽ là 12 tháng, giá của nó nhá 179 ngàn một chiếc. Các bạn có thể mua về cho ba mẹ mình sử dụng, mua về cho mình xài cũng được chứ, con gái xài cũng được, cắt ria mép
cách ri mép được mà mọi người hả? Mình về mình cách ri mép hoặc là mua về cho tặng cho ba, mua về cho chồng mình sử dụng và gọn cái đấy là mình đi du lịch này nọ các thứ mình bỏ trong túi sách là mình đi rồi. Đó, đây rồi, bây giờ Hằng sẽ cắt nốt cái đầu bên dưới cho mọi người coi nhá. Hiện tại mình đang thấy là cái đầu bên trên là Hằng đã cắt rồi, nó bị xéo cái lược rồi ha. Hằng cắt tiếp cho mọi người cái đầu bên dưới nữa nè. Để ngược lại này, sẽ ngược lại cắt cho nó dễ này. Đây. Đây. Rồi hai cây bàn trái. Hiện tại là đã rồi hai cây bàn trái. Đây các bạn nhá. Nè, mọi người thấy không? Đó, đây, 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 đấy, Hằng cắt đấy. Đây là Hằng đã cắt rồi nhá mọi người ơi. Thấy nhá, rụi hai cây bàn trải nhá, cắt tiếp nè. Cắt cho cái đầu này nó hõm vô luôn. Đây, đây là bàn trải, cái lông bàn trải nó cứng hơn cái lông của tụi mình nha. Lông bàn trải cứng hơn đấy. Cái này nó tiện, nó nhỏ gọn mà giá của nó là khoảng tầm 170 thôi. 170 phải không mọi người ha? Các bạn có áp voucher vô được không? Các bạn áp voucher vô thì ok. Áp voucher vô có vẻ là rẻ hơn một xíu đấy. Đấy, đây, ban cái bàn trải. Rồi ban tần cái bàn trải luôn. Đây với bà nhá. Rồi, ok nhá. Khả năng cắt của nó ok, có đúng là nó cắt được nhưng nó không phải là cái dạng cạo như vậy mà nó cứ cắt theo cái kiểu. Ví dụ như bây giờ mọi người cầm cái bàn cạo á, mọi người cạo cái này đâu có được. Cạo cái này thì nó không có thể cắt được cái bàn trải đúng không? Cái cạo râu của tụi mình á, nhưng cái này là cái dạng mà lưỡi dao nó sẽ cắt theo cái đường xoay tròn đó mọi người đấy. Nó có thể cắt cho mọi người được rồi. Lúc nào mọi người mà cần vệ sinh nó thì mọi người mở nó ra, lấy cái này mọi người quét nhá. Còn lỡ như trong trường hợp á mà mọi người có làm cho nó rớt vào trong nước chẳng hạn như thế này thì cũng thoải mái, Hằng bật lên cho mọi người coi nè. Bây giờ Hằng bật lên, nó sẽ bật đèn đây nhá. Đèn này, tắt nè, bật nè, đó, nhúng vô đây. Được không mọi người ạ? Bảo hành sẽ là 12 tháng. Tổng cộng bảo hành 12 tháng 189.000 phải không? Vậy là 189 lộ 179 đấy. Cạo lông đầu được không? Cái lông ngắn ngắn thì cạo được, cái lông dài thoảng vậy thì phải cắt đi xong rồi hẳn cạo nhá. Trời ơi, cạo lông đầu, sao lại cạo lông đầu? Để làm gì? Cạo ví dụ như mình cạo lông nách nè, cạo lông chân, cạo lông tay, cạo riêng mép mọi người ha, cạo lông chỗ khác đấy, chứ cạo lông đầu thì nó hơi dài. Nhưng mà cạo xong không có phải là nhấp nhô đâu mọi người. Hôm nay Hằng vừa mới cầm lên Hằng cạo râu của ba chồng của Hằng xong, cạo xong mọi người sờ nó vẫn bóng mướt nhá. Chứ không phải là cạo xong nó nhấp nhô mà nó ý là nó sát chân phải không ạ? Phải gọi như vậy là gọi là sát chân đấy mọi người ạ. Đấy, 189. Mọi người có vụ trò thì mới còn là 100 mấy chứ. Lưỡi này không cần thay mọi người ơi. Cái lưỡi này là nó sẽ tự mài mà. Lưỡi này tự mài, bảo hành trong 12 tháng. Cái lưỡi này là tự mài nhá. Các bạn không cần phải thay đâu, nhìn nó khá là sang. Rồi, Hằng sẽ nói cho mọi người về cái thương hiệu. Đây là cái thương hiệu Echen. Thương hiệu Echen này á, thì nó là thuộc trong nằm trong cái hệ sinh thái của Xiaomi. Xiaomi Echen nhé mọi người nhá, nằm trong hệ sinh thái của Xiaomi. Và để mà nói về cái này á, bây giờ thì Hằng sẽ quét cái này để Hằng lên trên bao Hằng cho mọi người coi nhá. Có nhiều khu đúng không? Đây. Quay quá. Nhìn tôi mấy khu rồi mà đá quá. Dấu ý tiền, nhìn cô chinh lại, nhìn chinh lại. Chắc là dấu ý tiền tiền. Dùng mắt. Có. Có một tí. Dấu ý tiền tiền. Có ha. Mấy tiền là hết pin à? Cái này về đã xài lần nào đâu. được mọi người nhìn xung quanh xa tiền. Đúng rồi mọi người ơi, nó không có vị ấy nhá, nó không có vị là hạt lên nhá, nó không có vị cái hạt lên đó. Cho nên là mọi người để cái này thì nó nghe nè, nhưng mà mình làm sao làm như cái ví dụ như mình được đấy. Chưa có tôi chân là sự bù dung cái sao ta chỉ chưa nắng chưa sự nghỉ qua một đoạn thời gian đó ta chưa bù hơi na chung bù hóa là qua bù liệu là sư bù sư ta chỉ chưa nắng chưa chỉ chứng lý tự chỉ đó. Nó sẽ tự cạo cho nó sẽ tự làm sắc cho mọi người được đấy. Nó tự làm sắc cho mình không cần phải đi cạo nhá. Những cái đồ giống như thế này nè thì mình đâu có phải cần phải đi để thay cái dao đâu, mà nó sẽ tự làm sắc, có chế độ tự làm sắc luôn nhá mọi người ơi. Rồi cái này nè, ví dụ như mọi người cạo lông tay, bây giờ Hằng cạo cái lông tay của Hằng, hôm bữa cạo miệng mãn rồi. Hôm bữa Hằng giật hả, lai lát hả? Chị bên đó chị có lát không? Không lát á. Đây đây đây.
mọi người nhá. Vệ sinh máy để xíu Hằng hướng dẫn cho mọi người, ví dụ cái tay của Hằng và cái lông tay của Hằng nhá. Hằng để cạo sơ sơ một xíu. Đây, mọi người coi này. Đây đây này. Nè mọi người, nè mọi người, nè mọi người. Nè nè nè. Thu đầu đai của tôi đang. Nè. Mọi người thấy không? Mọi người thấy cái mảng này nó không có lông nè mọi người. Nè nè nè. Hôm qua Hằng cạo cái mảng này mọi người thấy cái lông của Hằng không? Nè nè nè, có cái mảng này có lông, các bạn có thấy rõ được cái khúc mà Hằng cạo với khúc Hằng không cạo mọi người. Đây nè. Đây nè, cái khúc Hằng cạo nè, các bạn có thể thấy rõ được lỗ chân lông mà. Đây nhá mấy bà ơi, đây là khúc cạo rồi. Còn đây là cái khúc mà không cạo nè. Đó. Đây nha mấy bà ơi, không có sợ vào da. Nó không có sợ vô da của tụi mình đâu, nó không phải là những cái lưỡi dao kia. Nó không có phải là những cái lưỡi dao kia nha mọi người. Lưỡi dao thường của tụi mình nó không phải, cái lưỡi dao của nó lưỡi dao cái dạng nó không biết là nói sao cái cơ chế cái kiểu gì ra mà sao nó cạo được vậy hả? Nó không có lỗ cái lưỡi dao ra làm sao nó cạo được vậy hả? Đây nhá mọi người. Đó, nó là cái sẽ là cái Hằng cũng không biết làm sao nữa, chứ nó không có lỗ cái lưỡi dao ra. Cũng không biết. Đó, cũng không biết luôn cái lưỡi dao này nó làm theo kiểu gì. Không biết đâu mọi người ạ. À. Rồi vệ sinh máy như nào nè, các bạn sẽ mở ra giúp Hằng là được rồi. Mình chỉ cần mở nó ra thôi. Đó, xong mình gắn nó vô. Đấy, nó có cái chế độ 5 chùm hút nhá, mở ra, gắn vô, mở ra rồi mình gắn nó vô một cái, nó là hút đó mọi người. Đấy, râu cứng phải không? Ví dụ râu cứng nha. Đi tra kiểu hồi nãy đi cô. Tra kiểu hồi nãy đi cô chưa? Đây là cái mà Hằng đã cắt cho mọi người rồi. Đây là Hằng cắt rồi nha mọi người. Cái lông bàn trái có đủ cứng chưa mọi người? Cái lông bàn trái đủ cứng chưa? Nếu chưa đủ cứng Hằng lên cho mọi người một cái nữa. Lên mít đi. Cạn nó đi chị. Từ từ đi. Đây. Đây mọi người coi nhá. Tôi ra lưu bài tao. Lưu bài tao à? Yeah. Mọi người coi cái bàn chải hiện tại nó đang như thế này nha, mọi người nhìn nhá, mọi người nhìn kỹ nhá. Đây. Mọi người ơi, mọi người có thấy được là nó đã ấy đi chưa mấy bà? Đây. Đây mấy bà. Các bạn đã thấy là Hằng đã cắt nó đi chưa mọi người? Đây nhá, đây là lông bàn trái, đây là lông bàn trái, nó sẽ cứng hơn cái râu của tụi mình rất là nhiều. Cái này cũng là cái mà Hằng cắt đấy. Cái này cũng là Hằng cắt và cái trên này cũng là Hằng vừa mới cắt xong. Đây các bạn nhá. Hằng sử dụng cái này để Hằng cắt cái lông bàn trái cho mọi người luôn. Nếu như mọi người cảm thấy cái lông bàn trái nó không đủ cứng thì các bạn có thể lấy cái bàn trái của mình ra mình sờ thử xem mọi người ha. Xem cái râu của mình và cái lông bàn trái nó cứng hay là nó mềm mọi người ạ. À, rất là cứng. Và đến cái khúc này này, mấy cái khúc sợi đầu đầu ấy nó còn mềm một tí nhá. Nó đến cái sợi khúc cuối này nó rất là cứng rồi. Đây để Hằng sẽ cho mọi người coi lại lần nữa nè. Để cắt nốt cái đầu này cho nó sụp xuống luôn nhá. Đây. Trời đất ơi, 189 ngàn một chiếc. Mua về mọi người tặng cho ba mẹ mình cũng được. Các anh em các bạn có thể xài. Và Hằng sẽ nói với mọi người như thế này. Nếu như những bạn nào mọi người đã sử dụng những cái loại truyền thống rồi á, và những cái dao cạo truyền thống mà mình cạo gì nè. Đó, những cái dao cạo đó mọi người cạo mọi người nghe rột, cạo đến đâu nó sạch đến đó đúng không? Đúng rồi. Bởi vì nó là một cái cơ chế khác nhau, hai cái dao này có cái cơ chế khác nhau. Khi mà mọi người nè, mọi người thấy này, đó, Hằng lại cắt cho mọi người đến đây rồi. Khi mà mọi người sử dụng đến cái dao này mọi người cạo mọi người sẽ không nghe những cái âm thanh là rột. Và các bạn cạo thì nó sẽ đứt chậm hơn là những cái dao truyền thống. Nhưng ngược lại nó sẽ đảm bảo cái sự an toàn cho mình hơn. Những cái dao truyền thống đôi khi mọi người đi đến những cái khu vực nào đó đó, mọi người cạo không khéo một cái nào nó rách da, nó mất miếng thịt phải không hả? Nhưng cái này các bạn có thể di thoải mái nhá. Mình sẽ di thoải mái và đi lên đi xuống các thứ mình di thoải mái hơn. Ý là nó sẽ cạo chậm hơn, nó cạo chậm hơn những cái dao truyền thống thông thường của tụi mình một xíu thôi, và nó sẽ đảm bảo cái độ an toàn cho mình. Và cái chỗ này này, khi mọi người đi đến những cái khu vực nó không bằng phẳng, cái chỗ này nó sẽ uốn lượn lên xuống, nó sẽ lượn là lượn lờ, nó lướt la lướt lơ đây mọi người, lá lướt này. Đó. Nó lả lướt để lượn cho nó phù hợp với cái khu vực đi, nó cầm nó ẩn xuống một cái đây. Đây mọi người ha, lên cầm rồi mọi người ẩn xuống một cái như này, đi từ trên đẩy xuống như này cũng được nè. Từ trên đẩy xuống như thế này một cái, nó lượn lờ cái này nè mọi người này. Đó. Rồi, nếu như mọi người cần vệ sinh chỉ cần mở ra thôi. Mọi người thấy bên trong này, Hằng cắt cái bàn trái đó. Nhãn hàng có đi kèm cho mọi người thêm một cái này nữa. À, các bạn chỉ cần lấy cái này ra mọi người trà thôi. Đấy, trà nhá. Còn nếu như trong trường hợp đó mọi người cần cho cái lông của thằng à cái lông tay của Hằng nãy hèn chi nó đen đây, và bỏ vô đây mọi người rửa bỏ vô đây mọi người rửa một cái nha, mình bỏ vô đây mình rửa một cái không thành vấn đề đâu. Đây
bỏ vô đây mình rửa một cái, không ảnh hưởng nha mọi người, rửa được nhá, mình rửa được đấy. Cái chỗ này là nó có chống nước cho mọi người rồi. Ví dụ như thế này nha, mấy bạn coi này, nó sẽ là 500 nó hút như vậy này, coi này, 500 nó hút này. Đó, đây nhớ mà ha, để khi mà mọi người xài mọi người không có lo nó sẽ bị tuột ra, không lo bị tuột. Rồi giá của nó thì mọi người ạ, 100, giá gốc hàng cũng quên mất là bao nhiêu rồi, nhưng giá của nó hiện tại đây là 189.000 một dao cạo, mua về tặng cho ba mẹ, tặng cho gia đình của mình, tặng cho ba mình, tặng cho chồng mình mọi người ạ, tặng cho bạn trai của mình các thứ, người yêu của mình các thứ nhá. Thì bạn nào mà đôi khi những bạn nào mọi người mới thay qua cái dòng này, mọi người sẽ có cảm giác đầu tiên đó là ủa sao nó không có được lẻ như cái dòng dao truyền thống hả, bởi vì hai cái đó nó khác nhau, cho nên là Hằng phải chia sẻ trước cho mọi người cái điều này nhá. Còn bạn nào đã sử dụng cái những cái dòng này rồi, mọi người sẽ thấy là nó bình thường. Bạn nào mà từ dòng truyền thống mọi người mới chuyển qua dòng này thì mọi người sẽ thấy nó khác ở khúc đó mọi người ạ. Rồi, một cái máy như thế này có bảo hành trong vòng 12 tháng, bỏ nó khoảng tầm bự như khoảng tầm một cái tai nghe của mọi người, cái hộp tai nghe của tụi mình thôi, mình có thể bỏ vô trong giỏ sách, bỏ vô trong túi sách, hoặc thậm chí bỏ vô trong túi quần của tụi mình đi thoải mái được nhá, đi đâu cũng có thể mang theo được, rất là tiện lợi, lên chỗ làm, lên công ty mọi người hả, rồi mọi người đi du lịch mọi người đeo theo rất là dễ dàng, sạc pin một cái là mình xài được rồi. Cạo có sát được râu không? Sát râu, cạo sát được râu, sờ nó không có bị cộm 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 cộm, nó mịn nhá mọi người, sát râu đấy. Thằng Nhất Dương nó mới cạo sát râu, Hằng cạo cái tay của Hằng nó cũng sát mà, sát nhau mọi người, các bạn cứ gì là ok, cứ gì nó sát, nó phẳng á, nó sát gì này, mình cứ gì thôi là ok rồi. Giá rẻ 170 mấy ngàn một chiếc, 180 mấy, mọi người áp voucher vô là ok, áp voucher vô. Còn để mà mọi người nói là cái râu cứng nó có cạo được không thì Hằng xin thưa với mọi người là có, cạo rất là tốt. Đây mọi người coi nhá, đây là một cái lược nó rất là cứng, cái lược này này, à quên, không phải cái lược mà là cái này, 900 cái rồi, thấy chưa? 900 mấy, hôm qua Hằng bán 1.800, hôm nay là đã 900 mấy rồi đó mọi người. Hôm qua Hằng bán 1.800 mấy, hôm nay là 900 mấy rồi. Đây mấy bà nhá, cái này nó rất là cứng. Bây giờ này Hằng sẽ cắt tiếp cho mọi người coi. Hằng cắt tiếp, những bạn nào vô sau chưa coi được là cái cạo râu cứng này. Ở trong sư vô sau này đã chân rồi mà. Chân rồi. Nhìn kêu khăn. Nhìn chồng sư. Chồng sư khen. Rồi, sư bạc. Sao mấy chiều sư, 400 cái máy cuối cùng hết hàng luôn mọi người ạ. Hằng cắt phát cái này nữa cho mọi người coi nhá. Đấy này thì sao vậy? Wow. Đấy, bắt đầu nó phẳng lì nè. Đây, cái này nó đã rất là cứng rồi mọi người ơi, cái bàn trái. Quý thần ơi, cái bàn trái mọi người ạ. Đây. Đấy. Nè mọi người coi nè, thấy chưa, trong khi cái bàn chải thường nha mọi người, cái bàn chải thường này nó sẽ như vậy nè. Đó, bây giờ Hằng cắt cho mọi người, nó còn có nhiêu đây thôi. Nên là những bạn nào mọi người sợ là cái râu của mình cứng, không có điện giật, không bị điện giật đâu, bé yên tâm, bé đừng lo nhá, bé đừng lo cái vấn đề đó. Đây, mọi người coi nè, đó, đây nhá. Ôi ôi, mấy chị lâu chưa có bà ơi, chưa có mấy chị lâu. Dễ sợ thì chứ, nó cái này nó cũng ngát rồi, nó cũng chân rồi mà. Bữa nay nó kia nhiều mà. Thôi sao, chết rồi, sắp hết hàng rồi. Mấy bà ơi, thôi để Hằng chia sẻ lại cho mọi người những cái còn lại nữa thôi. Rồi Hằng sẽ phép qua nhá. Thu ra gì chưa? Hết hàng, nhãn hàng hết hàng. Đây. Cái này đó, cái lưỡi dao của nó có thể nhấp nhô được. Khi mọi người đi lượn lở ở những cái khu vực mà cần cái sự uyển chuyển, nó có thể hỗ trợ cho mọi người được. 200 đô cuối cùng kìa mấy bà. Đây, nhấp nhô được nhá mọi người ơi. Rồi cái này nè, cái lưỡi dao của nó có thể tự mài, mình không cần phải mài, mình không cần thay lưỡi dao. Rồi cái này mình có thể gỡ ra và mình vệ sinh, có cái chỗ cho mình quét nữa, có cái chỗ nhỏ nhỏ nè, nhãn hàng có đi kèm cái chỗ nhỏ nhỏ cho mọi người quét ra. Đó, ngoài ra các bạn có thể dùng nó rửa trực tiếp vô đây. Sáng cuối chương 2 bạn đã. Toàn bộ kho hàng còn có 200 đơn, chết mất thôi. Sư hồ y bà bọc 180 kìa, thôi được rồi. Cái thằng này, đây, rồi cái chỗ này mọi người này, nó hút nhá. Mọi coi này, Hằng để trên tay mọi người coi. Đó, đấy, nó có thể hút lên cho mọi người nhá. Rồi mình ấn vào đây để mình xài thôi. Ấn vào đây để mình xài. Bảo hành sẽ là 12 tháng. Giá của nó 189.000 một máy. Các bạn có voucher app vô sản phẩm này xin phép qua nhá. Không còn bao nhiêu nữa rồi. Thì hôm nay bao gồm ra. Xem đợi dân nữa. Bà là tôi lắp cam ấy đi. Ờ, cam ấy có phản sai rồi. Phản sai xong rồi. Đi xem. Sự hữu 150 đa. Xem đây yếu 1.000 rồi. Sư mà, phản sai xong cô lại. Cô lại phản sai xong. Phản này qua nhá mọi người ơi. Cái này hàng qua. Anh có thấy thì dễ dễ gì vậy?
Nà cơ. Chocolate. À em thêm một xíu sô-cô-la. Chocolate tầm lắm. Chocolate hay xong 20 đạn. Chị ơi, check cho em hạ liếng bài khay sư tố sọ. Liếng bài khay sư 50 50点几？五十零八千。哦，五十零八千。不到五十一。好。好，不到点儿，什么不到点儿？哎，từ nãy giờ mình mua trà sữa về mình chưa uống hả? Phải uống đi chứ. Trời ơi, mấy cái con người này. 最后一百单啊，这个。啊，cái dao này còn 100 cái cuối cùng thôi nhé, mọi người hàng qua rồi nhé. 最后一次置顶。hàng qua rồi. 最后一百单。下次再想买，一周后。Nó không bị mòn bà ơi, nó sẽ tự mài. Nó là cái dòng tự mài. Bà đã chuẩn bị sẵn cái cam UV đi không? UV cam thì chuẩn bị sẵn. Cô là những sổ chi nè. Ủa sổ chi mà? Thì cô nó sổ chi cho bà. Đây, táo hả? À, sắp lên táo rồi, sắp lên táo rồi. Tả lên à? Liệu. Ờ. Đớp một cái nó đã mọi người ơi. Sắp lên táo rồi, mà đợi hàng xíu nhé, mấy phút nữa thôi. Chỉ huy đó, cuối cùng 50 đạn. Cuối cùng 1 bó chi điểm. 5 cái cuối cùng, 5 cái của 50 cái Miss Bean. Sao là sao? Miss Bean. Cái này là nải đông. Nải đông là sao? Nải đông. Mì dư nải đông. Nhân công làm. Cái này là cái điện thoại. Cái này là cái điện thoại. Trời ơi, nó vô cổ họng. Cái này. Mình kể thay nó chẳng sang cái UV cam. Cái này là cái gì? 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 Chị không muốn trà sữa hả? Chúng ta là chén rú. Dạ. Chú rú. Ủa chị ơi, cái bàn chảy điện này. Mấy nhiều á? Lượng cũng mấy theo gì đó. Chán rồi hả? Ừ, chết rồi, chết rồi. Ôi. Sweet. À, chơi trái à? 是啥？啊，是我的是吧？哦，嗯，这是啥？你拿防晒上给我。对。这是什么？拿个那个什么？拿个那个织的。嗯。那个盒子呢？这个。对。这样。你呀？什么鬼？你这不是锁住了？按掉了。你调一下，调一下十分钟锁的，在设置里边。十分钟。你们调一下，我先播一下。准备上红枣，准备连打，等等。准备连打。直接上1000吧。嗯。不磨叽，直接1000。我等打。还有4分钟。我等打，准备连4分钟连打了，没打了。直接1000。热。Hàng sẽ đi vô cái này, táo trong giỏ hàng nhá, hàng sẽ không like, mọi người sẽ canh trong giỏ hàng, mọi người đặt táo nhá. Hàng sẽ không like táo, mọi người hàng sẽ không cầm táo ra, nên mọi người coi trong giỏ hàng mọi đặt nhá. 1 tấn táo đấy, 1 tấn táo là 1000 đơn đấy mọi người ạ, 1000 đơn. Táo giòn á, suy giòn dùm á. Suy giòn, 我现在 你知道上了多少吗？再上了。你渣呀，他多得很，你白人，你赶紧的干到我。我不敢上。赶紧嘞。好，我已经上了啊。táo giòn trong giỏ hàng mọi người nhá。天哪。你看这尾鸟来着，我怕上锅了。有干到多得很。OK。táo giòn trong giỏ hàng mọi người ơi, quỷ nhỏ này kêu mình nói làm sao mà. Rồi đây. Rồi mọi người hàng đi vô cái dòng mà kem chống nắng của Miss Teen cho mọi người. Đây là tận ra. Nhìn mới chứ. Nhìn mới nói. Thôi gớm dữ trời trời. Sale ra đây cho em test đi sale. Đây cho mọi người. Đây nhá. Hàng sẽ vô cho mọi người một cái dòng kem chống nắng này đầu tiên nhá. Nhìn bà này cái con áo của này, tha là mấy cái thấu, tha là thấu, chứ thấu. Sì là thấu. Dùng tha với dùng. Đúng rồi. Dùng tha à? Bây giờ nếu như mọi người nghĩ kem chống nắng nó chỉ là một cái gì đó mà nó này nọ kia như là chỉ là xài cho có thôi, bây giờ hàng sẽ thử cho mọi người một cái như thế này nhá. Rồi mọi người ơi, hàng ví dụ. Bây giờ trước khi hàng test về hiệu quả cho mọi người trước cái đã, rồi bắt đầu hàng sẽ nói về cái sản phẩm này sau. Hàng bỏ lên đây một tí kem chống nắng. Được không mọi người ha? Rồi. Hàng chét lên đây, hàng ví dụ đây đang là gì nè? Đây đang là một cái khu vực mà mặt của tụi mình, đúng không? Đó. Đây.
À, ví dụ đây đang là một cái khu vực mặt của tụi mình nhá. Rồi. Kỳ thơ thu phần vậy. Đây mọi người ơi, không có mặt thật. Tại vì mặt thật, cái mặt thật tết nó không có thấy được. Thì bây giờ Hằng sẽ làm như thế này cho mọi người coi nhá. Táo chuẩn bị lên rồi, táo chuẩn bị lên mọi người coi nè. Các bạn ơi, Hằng sẽ dùng cái này, Hằng chiếu vào đây. Đây chính là khu vực mà Hằng test kem chống nắng. Các bạn có thể thấy rõ được không mọi người? Đây chính là cái khu vực mà Hằng test kem chống nắng cho mọi người này. Đó, các bạn thấy được nhá. Rồi, lấy cái này Hằng chùi đi. Mọi người coi này, hiện tại nha, nó đang như thế này nhá, Hằng chùi đi. Hả? Các bạn thấy chưa? Ừ. Sao rồi mà? Sao là? Trên sao chả sao là? Sao là hả? Đây, đây chính là hiệu quả của kem chống nắng. Misty SPF 50 cộng PA 3 cộng, một thương hiệu kem chống nắng quốc dân của Thái Lan. Người đại diện thương hiệu đó là công chúa Thái Lan. Mọi người ha, người đại diện thương hiệu chính là công chúa Thái Lan. Còn nếu bây giờ mọi người quẹt lên này, Hằng ví dụ cái này nó vẫn tím chính xác chưa mọi người hả? Đúng không? Đây nhá, đây là giữa cái sự khác biệt giữa khi mọi người xài kem chống nắng và mọi người không xài kem chống nắng. À, cái dòng này nó cũng khá là mỏng. Và các bạn có cái da dầu, các bạn cũng có thể xài được. Nó lên một cái hiệu ứng dầu ít ra mà có thể xài được nhá. Nó lên một cái hiệu ứng đó là hơi hơi bắt sáng. Nó không phải là nhờn mà nó hơi bắt sáng. Ví dụ bây giờ Hằng sẽ test lên trên đây một xíu. Rồi Hằng sẽ có thêm một cái nữa để Hằng đưa cho mọi người coi. Mọi người có phải là mọi người hay quan tâm cái sản phẩm này là hay quan tâm cái sản phẩm này đó là khi mà mình đổ mồ hôi bằng một nái y quán sủy y tao à. Hằng thua tao sủy. Nào mô bạn này. Đây, vị trí của nó mọi người thấy này. Bảng xếp hạng, bảng xếp hạng vị trí của nó các bạn coi nhá. Số à. Đây, đúng không mọi người hả? Bảng xếp hạng của nó là kem chống nắng Mistin. Đây, Hằng nhấn vô cho mọi người coi. Đó, bả đây. Đó, đứng trên cái top đó đó. Với bạn rồi bây giờ nhá. Các bạn hay quan tâm đó là khi mọi người xài kem chống nắng lên rồi, sau đó mọi người đi ra bên ngoài trời, rồi Hằng sẽ sử dụng cái UV cam. UV cam UV cam á mọi người, Hằng sẽ sử dụng UV cam để Hằng test cho mọi người coi. Đó là trong cái môi trường mọi người đổ mồ hôi và trong cái môi trường mà mọi người có nước hoặc là mình đi tắm biển, rồi kem chống nắng nó có bị trôi đi thì nó còn bảo vệ cho mọi người được hay không. Bây giờ Hằng sẽ sử dụng một cái UV cam nhé mọi người. La trời. Bác một nái ra. Ok. Chai nái thì cho à, chấm cho. Chấm cho. Xong ngược thế. Xuống đi mà. Sao đen xì vậy? Đi nát à? Xuyên à? Đây đây, các bạn ơi, mọi người thấy được cái khu vực mà Hằng bôi kem chống nắng chưa? Đây là cái cam để mọi người chuyên test kem chống nắng. Các bạn có thấy được cái khu vực này không? Mọi người thấy được rõ mọi comment giúp Hằng với được không mọi người hả? Nếu như mọi người thấy rõ comment giúp Hằng được không mọi người? Thấy rõ không mọi người ha? Cái khu vực màu đen đấy mọi người. Đây, ví dụ như Hằng để lên trên đây một giọt kem chống nắng nhá. Đây, Hằng để lên đây một giọt kem chống nắng này. Đó, đây ví dụ như Hằng test như thế này. Rõ đúng không mấy bạn? Rõ nha. Đấy, Hằng sẽ test cho mọi người như thế này. Đây, chính xác chưa? Mọi người coi này, nó sẽ rõ nét tới cái mức đó là khi mà mọi người ịn cái tay lên nó cũng thấy, đúng không? Đó, đây nha mọi người ha, đó nó chỉ có test với kem chống nắng thôi, những cái khác nó không có cái tác dụng đó. Rồi bây giờ nhá, cái đống màu đen đen này nè, Hằng sẽ nhúng nó vô nước để mọi người sẽ coi được xem nó có cái khả năng mà khi mà nó vô trong nước rồi nó còn có, nó có bị trôi hết đi không. Rồi, nó ra lại đi tiện. Mọi người coi nhá, Hằng sẽ để cái này lên đây. Chờ một chuyện hay nha, cái thủng mà, em nào nó thủng tay tiền lên cái thủng. Mọi người đợi Hằng một xíu, Hằng lấy một cái xô to một xíu. Nó sủy thay sỏ là Thay sỏ, thú sủy thay sỏ là Chứ cái thủng này là mình nãy cái ta thủng thôi biết thùng mình, Hằng lấy cái thùng mà nó rõ hơn một xíu, cái thùng này nó hơi bị đục. Thùng mình là này cả. Tuyệt, nên cái thùng mình chuyển to xuống lại, thì xem to xuống lại. Hằng lấy cái thùng to, nhìn bên ngoài không thấy gì ha, nhưng mà bên trong tay nó vẫn còn đây. Hằng lấy cái thùng nước to cho mọi người. Đây, là trong trường hợp nó có nước nhá. Chạy, thì trực tiếp nói cho cái chú chiêu, Lấy cái thuê gì á? Mọi người coi hết cái này cái đã nha mọi người, mình coi hết cái này cái đã nha. Rồi, mọi người ơi, vô nhá, vô nào, gì mắm. Ôi da, hãy bú câu suế. Không xỉa, suế gì này coi. Hằng lấy thêm nước cái đã chứ, ít nước quá à. Đợi xíu nữa nha mọi người. Cái này test rõ để mình biết được là ừ, cái kem chống nắng này khi mà mọi người đi ấy, nó mọi người đi tắm biển rồi đó có ok không. Chưa, sư bà. Chưa, sao lại sư bà. Để xa lại đi. Ok. Đây đúng không? Rồi, bà cho cơ phan cho xong nhé, chút hỏi á. Được chưa?
Rồi, tao xin kịch. Chuẩn. Được đó, cũng vẫn sẽ nhìn thấy. Rồi, đi xem file sao của tôi sổ xem. Đi file của tôi sổ, mọi người nhìn kỹ nhá. Khu vực màu đen là khu vực mà bơ kem chống nắng. Khu vực không phải màu đen là khu vực không có kem chống nắng. Bây giờ hàng sẽ nhúng vào đây. Where is black? Mặc dù bên trong nó có những cái comment làm cho mọi người nhìn hơi khó, nhưng hàng nghĩ mọi người vẫn có thể nhìn thấy được. Đây mọi người ha. Đây. Đó. Còn không mấy bà. Mọi người ơi, mọi người còn thấy được không? Comment giúp Hằng với. Nếu như còn thấy được, các bạn có thể comment giúp Hằng còn thấy không mọi người? Cái này nó đang bị chiếu ngược cái màn hình đó. Nó hơi bị ngược cái ánh sáng một xíu. Còn thấy không mọi người? Rồi, từ từ nhá. Chưa nhá. Chưa nhá. Trong trường hợp mọi người lấy cho Hằng một ít giấy và sau đó mọi người chùi nó đi. Mọi người thấm nó đi như thế này. Ví dụ mặt mình ướt thì mình phải thấm đi chứ, đúng không? Không lẽ mình để cái mặt mình ướt nhẹp đó, các bạn có thể thấy được không? Nó cũng sẽ mất đi một tầng nữa, đúng không? Nó mất đi thêm một tầng kem chống nắng nữa, đúng không hả? Đấy. Nhưng để so với những cái phần còn lại, các bạn có thể thấy được là nó vẫn còn ở trên đây, đúng chưa mọi người hả? Đây là trong cái trường hợp mà Hằng đã lấy giấy để Hằng thấm nó đi rồi. Đây các bạn nhá, mà vẫn còn nha mọi người. Nên là cái dòng kem chống nắng này là một dòng kem chống nắng, ok, là một dòng kem chống nắng mà có khả năng, có cái khả năng đó là giữ lớp kem chống nắng ngay cả khi mọi người đổ mồ hôi, ngay cả khi mọi người đi ra ngoài gặp trời mưa, ngay cả khi mọi người đi tắm biển thì nó vẫn còn chức năng đó. Rồi, nếu như mà bạn nào vô sau, Hằng test lại cho mọi người coi nhá. Hằng test lại cho mọi người coi, Hằng sẽ chia cho mọi người ở đây nhá. Hằng bôi trên đây một lớp kem chống nắng của Misty, mọi người coi nè, một lớp kem chống nắng của Misty mọi người thấy nhá. Rồi, Hằng chét nó ra. Hằng đánh mỏng nó ra. Đó, Hằng đánh mỏng nó ra. Đây. Rồi, các bạn không thấy gì phải không? Chưa nhá. Mọi người coi giúp Hằng nhá. Hằng xịt cái này lên đây. Đó. Đây, các bạn có thể thấy được không? Hằng xịt cái này lên đây. Ok chưa? Rồi, bây giờ Hằng chùi nó đi. Mọi người coi chính xác nhá. Hằng sẽ chùi nó đi nhá. Đó. Mọi người thấy được không mấy bạn? Mấy bà thấy được không? Đây chính là cái chỗ mà Hằng sử dụng kem chống nắng cho mọi người. Tưởng tượng đây là làn da của tụi mình. Tưởng tượng đây là làn da của tụi mình. Thì đây chính là công dụng của kem chống nắng đối với làn da. Bảo vệ da của mọi người trước tia UV. Còn nếu như kem chống nắng không có thì nó sẽ giống như thế này. Được không mọi người? Rồi ha. Rồi, một lọ này. Ngày hôm nay các bạn mua một lọ có thể là 60ml, nhưng có thể là 40ml. Các bạn nào mua test có thể mua 40ml cũng được, còn không các bạn có thể là mua 60ml cũng được luôn. Còn nếu như bạn nào đã quen thuộc với dòng kem chống nắng này rồi, đại diện thương hiệu ở thị trường Trung đó là Triệu Lộ Tư, và đại diện thương hiệu ở thị trường Thái Lan đó là Công Chúa Thái Lan. Công chúa của một nước đại diện cho một thương hiệu kem chống nắng, thì các bạn có thể thấy được đây là một dòng kem chống nắng là kem chống nắng quốc dân của Thái. Và đất nước Thái là một đất nước mà có cái nắng nóng rất là khủng mọi người ha. Đó, và người ta làm ra cái dòng kem chống nắng này, và hiện tại nó đang đứng top ở bên thị trường Trung, đất nước tỷ dân, và đang đứng top. Ê, số này mọi người ha. Đây, đây chính là kem chống nắng của Mistin đây. Đó, kem chống nắng Mistin mọi người nhá. Rồi, sản phẩm này hiện tại cái giá mọi người đang mua trên live của Hằng là cái giá khá là tốt nhá. Khá là tốt. Hằng đôi khi Hằng test lên chỗ này, test lên chỗ kia, mọi người không có thấy rõ được, thì hôm nay Hằng làm cái này để cho mọi người có thể thấy rõ được luôn là cái này có phóng sai khẩu trang thì qua trên stream không? Qua làm gì không? Phóng sai khẩu trang hay yêu nào cơ? Tuy à, em qua trên stream, chứ mua chỉ có xéo số tôi xem ra mấy qua. Bán ta là. Đây. Đó, thì đây là cái hiệu ứng của kem chống nắng mọi người ạ. Đây chính là hiệu ứng của nó. Nên xài, các bạn nên xài thử xem. Nó có một cái, ví dụ như bạn nào một cái làn da mọi người đẹp, mọi người xài lên cái này đã lắm. Nó có một cái hiệu ứng đó là nó hơi sáng sáng mọi người. Một cái hiệu ứng nó hơi sáng sáng, bắt sáng của tụi mình đấy. Ví dụ như mọi người không xài kem chống nắng lên thì mình đi ra bên ngoài một cái, chỉ có cái tia UV nó rọi vô một cái thôi, hoặc là ánh sáng xanh bên ngoài trời nó rọi vô một cái là các bạn sẽ thấy mình sẽ bị dính ngay. Nó ví dụ như Hằng, ví dụ nhá. Hằng để rất là xa mọi người này, Hằng để cái này nó rất là xa một con này. Mọi thấy không? Đây. Các bạn coi này, nó tím này. Mọi thấy không? Đó, đây nhá. Đó, các bạn có thể thấy được không? Hằng để xa một xíu, như Hằng để gần một sải các bạn sẽ thấy nó như thế này. À, giống như là mọi người ơi, có tia UV nó chiếu vào mặt của mọi người là nó sẽ chiếu, chỉ qua là mình nhìn không thấy bằng mắt thường thôi. Còn khi mà mọi người xài kem chống nắng lên thì nó sẽ hỗ trợ như một cái lớp màng bảo vệ da của tụi mình trước tia UV. Như một lớp màng bảo vệ. Đây, Hằng test lại lần nữa cho mọi người nhá. Đây, Hằng xịt lên đây một lớp kem chống nắng này, mọi người thấy này. Đây ha. Hằng xịt lên đây một lớp kem chống nắng. Đó, Hằng test lại cho các bạn coi. Xong rồi xịt đèn dương. Phải xịt đèn dương sao?
洗脸巾都没有这个产品，你要不要加它？我们都没播这个产品。 Đây, rồi đây, các bạn coi nhá. Đó, mọi người thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Cái làn da mọi người chỗ nào bôi kem chống nắng? Chính là cái chỗ này. Nó giống như thế này đây. Làn da của mình chỗ nào bôi kem chống nắng thì chính là cái chỗ này. Đó, thì mọi người ơi, giống như mọi người đi ra ngoài trời. À, mọi người xài máy tính điện thoại của ánh sáng xanh cũng được nhé. Mọi người đi ra ngoài trời, nhất là tiêu UV, hàng nói nhất là tiêu UV này. Đó, nó sẽ giúp là một cái lớp màng bảo vệ cho cái làn da của tụi mình tránh khỏi tiêu UV. Và khi mà mọi người chùi nó đi nhá, khi mọi người chùi nó đi này, đó, khi mọi người không có này, khi mình chùi nó đi và mình da của mình không còn tiêu UV, không còn kem chống nắng nữa, thì mọi người coi này. Đó, thấy chưa? Các bạn có thể thấy được rõ ràng cái điều này nhá. Đây là hàng đang test trực tiếp cho mọi người coi thực tế như vậy đấy. Đấy là cái ưu điểm của cái kem chống nắng nhá. Rồi sản phẩm này thì nó không phải là sản phẩm nâng tông đâu. Nó không phải là sản phẩm nâng tông mọi người. Nó là một cái sản phẩm mà đây hồi nãy hàng bây giờ hàng sẽ bôi lại nhá. Hàng sẽ bôi lại cho mọi người này. Đây, hàng xài nó lên, hàng chét nó ra. Đó. Kem chống nắng mình chét theo một hướng thôi nhá. Đừng có quẹt đi quẹt lại, ví dụ mọi người quẹt đi quẹt lại như vậy nó sẽ bị trắng, mình tán nó hơi khó. Là cái này mình sẽ chét theo một hướng như vậy thôi. Đó, mọi người thấy này, đây nhá. Đó, rồi, nó chỉ có như thế này thôi. Nó chỉ có như thế này thôi mọi người ạ. Chứ nó không phải là một cái sản phẩm mà nâng tông hẳn cho mọi người đâu. Một tí kẹo tiêu 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 thôi. Chứ không phải là sản phẩm nâng tông. Đây là giữa hai cái tay. Tay bên này của hàng hiện tại nó đang hơi vàng nhẹ một xíu hả. Cái tay bên này nó bớt cái độ vàng đi, nhưng mà nó không có thể hiện là cái sự trắng hẳn lên. Đó, nó là cái dạng giống như thế này đây mọi người ha. Mới mua được táo phải không? Ủa mới mua được táo hả? Đi hổng sao xong lắm á. Xong rồi này. Xong hả? Căng căng không? Dạ. Căng căng à? Ủa căng căng đi cái phòng xài, ủa căng căng đi cái phòng xài. Phòng xài trên nào? Đây kem chống nắng lên số mấy chị xem? Ủa phòng này vâng, phòng này à. Lên số mấy chị? Kem chống nắng lên số mấy? Sao chị biết được link số mấy? Chị vô rõ hàng em á. Chị đang nó lên link đầu rồi còn gì. Nhưng mà nó đang nằm ở link số mấy? Trời ơi, cái bà sale bà như trên rừng bà rớt xuống chưa gì, bà chưa mua đồ trên TikTok bao giờ, sao không biết nữa. Đây còn gì? Không. Thì đó, em mới hỏi là link số mấy, nó đang nằm ở link số mấy, link số 1 phải không? Ừ. Ừ, thì link số 1 thì bà kêu link số 1 là được rồi. Bà số 1 đi còn gì? Ủa? Sao cứ hỏi lại làm cho mình cũng nghi ngờ mình nói luôn. Em nhìn cái mặt bà luôn thôi, em cũng nghi ngờ nhân sinh lắm. Đã mua được táo chưa? Mua được rồi phải không? Máy sấy tóc chưa có? Ủa, máy sấy tóc hôm nay có chứ? Có bảo có hàng chưa lên. Có nhưng mà hàng chưa lên mọi người nhá, chưa có lên máy sấy tóc. Rồi chị ơi qua giúp em đi. Trời. Ừ. Lên Johnson đi. Johnson. À cái set mà ba hộp tặng một hộp đó hả? Rồi, nó có ta phím đó. Mài Samsung đi tặng này có ta phím. Đây. Mọi người ơi, cái này mua 3 tặng 1 này. Đây, hàng lên lại cho mọi người tặng sao, tặng sao. Đây. Giá bao nhiêu? 373.000, đúng không? Đó. Chưa lên, máy sẽ tắt, mọi người đợi hàng xíu, hàng nhớ lộn đó. Hàng nhớ lộn mọi người ơi. Mẹ sẽ xong rồi. Thấy không? 373. Nhìn lên là gì? Nhìn chưa tình bác? Mãi ơ sung y à, mãi ơ sung y. Mãi ơ sung y. Ôi đời thì mừng lắm. 373. Đúng rồi, 373.000 một set này nhá. Mọi người ơi, từ từ mọi đợi hàng một xíu nè. 373.000 một set. Nếu như mà mọi người áp voucher vô sẽ rẻ hơn. Là nó sẽ như thế này. Đây là một cái dòng sản phẩm mà dành cho em bé của Johnson Baby, sổ tắm dành cho em bé. Nó có một cái đó là nó có cái độ pH rất là trung tính. Không chỉ em bé xài thì tuyệt vời rồi. Ngoài em bé ra, mẹ bầu xài ké được nè, người lớn xài ké được. Đặc biệt những bạn nào có làn da nhạy cảm, những bạn nào sợ bị khô da, sợ có những cái dòng mà sữa tắm có độ pH cao nó gây khô da nhá. Đó, hoặc là mọi người da có mọi người dễ kích ứng da hay bị cái vấn đề đó là viêm nang lâu này nọ cái thứ, mọi người cần một cái dòng sữa tắm mà có thể duy trì cái độ ẩm cho mọi người thì các bạn có thể sử dụng dòng sữa tắm của Johnson Baby. Đây là một dòng sữa tắm gạo. Mọi người mua một combo một set màu xanh, một set màu xanh vàng. Một lọ màu xanh, một lọ màu vàng. Mỗi lọ 1 lít. Được tặng thêm một lọ màu vàng nữa. Nhưng mà cái lọ màu vàng hàng không có ở đây. Thì hàng lấy cái bù cái lọ màu xanh ra làm tượng trưng. Đó là lọ màu vàng đi mọi người ha. Sẽ là một lọ màu xanh và hai lọ màu vàng. Combo mua 2 tặng 1.
nước này còn chít xíu, còn có thời gian hàng quay lại nhá. Come on, mua 2 tặng 1, mọi người sẽ nhận về với cái giá là 373.000 cho 3 lọ. Và áp vô trò vô, còn 300 mấy mọi người ơi. Mình áp vô trò vô còn 300 mấy nào? 312 đúng không? Áp vô trò vô còn 312.000 rồi đây nha, mọi người coi nè. Đây. Đây. Hằng sẽ test cho mọi người nhá, độ pH của nó nè, để xem mọi người coi xem có đúng là đây là cái dòng sữa sữa mà nó có cái độ pH, có cái độ pH trung tính đây mà đúng là chuyên dụng cho em bé hay không. Các bạn coi nè, hầu như cái thẻ không thay đổi đó, mọi người thấy nhá, hầu như thẻ của nó không thay đổi các bạn này, màu sắc hầu như là không thay đổi nha. Rồi cái này là độ pH của nó rất thấp, mình coi nè đây nhá, mọi người coi nè, đấy, trời ơi, rất thân thiện với làn da. Độ pH của da người của tụi mình đó là từ 5 đến 5.5, còn cái này cũng vậy mọi người ạ. Cái này nó cũng ở cái độ pH là từ 5 đến 5.5 nhá. Thân thiện cho em bé và thân thiện với làn da của cả bé nhỏ lẫn người lớn luôn. Bé nhỏ đã xài thì người lớn mọi người tẹt tẹt tẹt. Rồi mẹ bầu nữa nha. Mẹ đang cho thời kỳ cho bé ti, mẹ bầu rồi các bé nhỏ nhá. Thì các bạn có thể xài cái set này, nó là sổ tắm gạo rồi đây. Mọi người ơi, một set của nó có 2 dòng, một dòng là màu vàng, một dòng đó là màu xanh. Hai cái này mỗi chai là 1 lít. Khá là bự mọi người coi này. Mỗi chai nó là 1 lít, nó khá là bự nhá, nó khá bự luôn mọi người. Tặng thêm một chai màu vàng nữa, mua một vàng một xanh tặng thêm một vàng, nhưng Hằng không có hai chai vàng nên Hằng lấy đại ra tầm tượng trưng là 3 chai thôi. Đó, tổng cộng mọi người sẽ nhận về đó là 3 chai tất cả với giá là 373 ngàn. Các bạn áp voucher vô, trên trang của Hằng hôm nay có voucher, mọi người sẽ mua với voucher nhá. Bé 3 tháng mọi người mua dòng cho bé sơ sinh nhé. Cái dòng bé sơ sinh là dòng này nè, mua 2 lọ tặng 1 lọ. Chị ơi, mình mua cái dòng này cho bé sơ sinh là nó sẽ phù hợp hơn mọi người ạ. Dòng này là vừa tắm vừa gội, nó là cái dòng newborn cho bé sơ sinh. Dòng này các bạn nào từ 1 tuổi trở lên mọi người mua cho em bé nhà mình từ 1 tuổi nhá. Còn dưới 1 tuổi trở xuống mọi người mua cái dòng này nè. Linh Hằng cũng có gắn cho mọi người rồi, mà cũng là mua 2 tặng 1 là nhận về 3 lọ luôn. Mua 2 tặng 1 nhận về 3. À táo để Hằng xem còn bao nhiêu. Không sao hay dùng không? Rồi. Chết rồi, còn 1 tấn cuối rồi. Còn 1 tấn cuối nữa thôi. Thế đợi xíu Hằng lên nốt nhá mọi người ơi. 15 phút nữa Hằng lên nốt cho mọi người nhá. Rồi để xíu nữa Hằng lên nốt, 15 phút nữa Hằng lên nốt cái tấn táo cuối cho mọi người nhá. Rồi đây cái này nè, 3 lọ nha mọi người, mỗi lọ 1 lít. Thì Hằng sẽ chia sẻ giống như thế này. Thông thường á, những cái bạn có làn da nhạy cảm thì mọi người hay sử dụng cái dòng sữa tắm chuyên biệt dành cho da nhạy cảm đúng không ha? Nhưng mà không biết, mình không biết phải xài dòng nào thì đơn giản nhất đó là mình xài sữa tắm của em bé. Đó, sữa tắm của em bé là dòng sữa tắm mà chuyên dùng cho những cái làn da nhạy cảm, da dễ tổn thương bởi vì da em bé nó như vậy. Đó, thứ hai nữa sữa tắm của em bé này cái độ pH của nó là trung tính, nó không có gây khô da. Đây là độ pH của sữa em bé mọi người ạ. Không gây khô da và không có làm khô da của tụi mình là một. Thứ hai nữa không có gây cái vấn đề ví dụ như mọi người bị viêm lỗ trên lông hay gì đó, viêm da rồi đó hả, nó càng khô là nó sẽ càng dễ ngứa ngáy đúng không ha. Đó, nó sẽ tốt cho những cái bạn nào mà mọi người đang bị viêm da cơ địa hay là viêm lỗ trên lông các thứ đó. Rồi cái dòng này nè, bình thường á mọi người mua thì nó sẽ giá nó cũng không rẻ như hôm nay, như hôm nay mua giá nó rẻ hơn một xíu, nên là những chị em nào mọi người đang là mẹ bầu hoặc là mọi người có những cái làn da nhạy cảm, mọi người muốn xài sữa em bé, nhưng bình thường sữa em bé nó hơi mắc mọi người hả, sữa tắm em bé nó hơi mắc, thì hôm nay mình có thể bon trend được. Một lọ 1 lít, 2 lọ 2 lít, tặng thêm một lọ màu vàng nữa là 3 lít. Tổng cộng là 3 lít nhá. Mọi người mua cái này 3 lít về chắc xài gần năm quá. Trời ơi, 3 lít sữa tắm. 3 lít sữa tắm về mọi người chắc xài gần năm mới xài được. Bé sơ sinh xài dòng này chị ơi. Bé sơ sinh mình xài dòng này sẽ phù hợp hơn. Đây là dòng newborn sữa tắm gội dành cho em bé, mua 2 lọ tặng 1 lọ nhá. Có combo trong giỏ hàng. Chị check giùm em cho thằng bé nó đẩy lên lên đầu lên lên 1 2 chưa? Check giùm em nhá. Mấy cái sản phẩm mà mình like là kêu thằng bé nó đẩy hết lên. Ở lên rồi phải không? Đó mọi người ạ. À. Rồi cái này là mua 3 tặng 1. À quên, mua 2 tặng 1 là nhận về 3. Một lọ, cho một lọ, tặng thêm một lọ nữa là 3 lọ tất cả. Viêm da cơ địa nên xài dòng sữa em bé là ổn rồi. Đúng rồi mọi người ơi, viêm da cơ địa nên xài sữa em bé. Bởi vì sữa em bé nó không có nhiều chất này chất kia, nó rất là ôn hòa. Mọi người ạ, à, độ pH của nó trung tính, không có gây khô da. Rồi bắt đầu nó mềm mại nữa chứ. Những cái mùi thơm của nó người ta cũng sẽ tiết chế làm sao để cho nó phù hợp với em bé nhỏ. Nếu mọi người, cho nên nó sẽ không có chất tạo mùi này nọ các thứ như là những cái dòng mà người lớn của tụi mình xài. Sữa của em bé là như vậy. Chẳng qua sữa em bé bình thường nó sẽ hơi mắc. Còn hôm nay là bon trend được. Hôm nay 3 lọ là 300 mấy. 3 lít nha mọi người ơi. 3 lít là
Nó là 3 lít lạnh cơ. 3 lọ là 3 lít, mọi người xài là cả năm trời. Mà mọi người đang bỏ ra khoảng tầm có hơn 300 ngàn một xíu. Tôi xài cả năm trời cái sữa tắm này nhá. Thơm thơm dịu dịu nhẹ. Và cái chất bên trong là cái chất gạo gạo ấy mọi người. Cái chất dạng như chất sữa gạo ấy. Thằng test đây cho mọi người coi nhá. Nó là cái dạng chất sữa sữa. Đó. Nhẹ. Nó là cái dạng chất sữa sữa gạo gạo giống như vậy này mọi người này. Chất sữa sữa mà nó hơi đục một xíu á. Đục đục một xíu chứ không phải là màu trắng luôn nhá. Đó, nó sẽ dạng đục như này. Mùi thơm là thơm dịu dịu. Mùi thơm dịu dịu. Tan tan là xào. Thơm dịu dịu đấy mọi người, chứ rẻ mà. Cái này rẻ. Ba một combo này á, đang có cái giá 373. Một combo mua 2 tặng 1 là 3 đấy. Trong hồi ra chỉ ban bao. Dép trúng trượt cháy hàng rồi. Dép trúng trượt còn lẻ sai thôi chứ những sai còn lại cháy hàng hết trơn rồi. Trời ơi, semi kỳ ghê lý. Có 1.000 đơn vậy? Có 2.000 đơn. Ngày 26 về nhiều hả? Dép trúng trượt ngày 26 mua nữa đi bà nhá. Hết hàng rồi. Hồi nãy thằng đi vô một cái dép trúng trượt là thằng like ngay từ đầu like. Trời ơi, like có chút xíu, nói được mấy câu nó hết trơn. Mấy ngàn đơn dép đó mấy bà ơi. Đó. Mấy xí tóc hả? Mấy xí tóc xíu hàng lên nhá. Xíu hàng lên. Rồi đây là cái dòng mà khoảng tầm 1 tuổi trở lên mọi các mẹ mua dòng này nhá. Mua cả mẹ cả bé xài luôn, cả gia đình mình xài luôn. Xài ké con bé nhỏ được luôn mọi người, tại rẻ quá. Rẻ quá trời. Người khỏi cần đi mua sữa tắm người lớn nữa nha. 373.000 cho 3 lít. 3 lít sữa tắm của em bé mà cả gia đình xài luôn. Xài cái sữa này thì nó sẽ an toàn cho làn da. Đấy, kể cả trẻ nhỏ lẫn người lớn nè. Rồi hàng qua cái dòng của em bé sơ sinh. Dòng của em bé sơ sinh nhưng mà hàng không có đủ mọi người ạ. À. Đây là hai lọ Johnson vừa tắm vừa gội, cái dòng này cái dòng newborn. Dòng newborn thì nó sẽ dành cho em bé sơ sinh đấy. Ừ, những bé nào khoảng tầm từ 1 tuổi trở xuống thì thông thường hay gọi là bé sơ sinh. Thì cái này nè, bạn nào mà mọi người muốn vừa tắm vừa gội các bạn có thể mua dòng này. Tất nhiên là những em bé lớn hơn cũng có thể sử dụng được mà. Đó, nhưng mà cái kiểu như là nó không phải là lớn hơn rồi thì mình cũng không phải là mình bắt buộc phải xài cái dòng này, mà mình có thể thay qua một cái dòng khác mọi người ạ. Thì cái dòng này chuyên cho em bé sơ sinh nhá. Hai lọ tặng một lọ. Độ pH của nó hàng test cho mọi người luôn nhá. Đồ của em bé sơ sinh cho nên là độ pH phải nghiêm ngặt lắm, chứ mà em bé nó xài vô da nó kích ứng rồi nó khô, nó kích ứng người ta chửi vô mặt. Đây mấy bạn ơi. Đây. Đây hàng test cho mọi người luôn nhá. Đấy. Độ pH của nó cũng trung tính luôn. Hầu như nó không thay đổi về cái màu, cái quỳ tím nó không có thay đổi bao nhiêu hết trơn mọi người này. Đó, nó chỉ là ướt đi một tí thôi chứ nó không có thay đổi bao nhiêu. Độ pH trung tính nhá. Rất an toàn cho làn da mọi người ạ. À. Em bé sơ sinh mọi người chịu cho em hỏi cái này bao nhiêu tiền đó? Cái này bao nhiêu hả? Combo 2 tặng 1 này. Combo đấy 280. 280.000. Mọi người có mua được giá rẻ hơn không bà? Giá rẻ hơn có không mọi người? Trời ơi, nãy 15 phút lên 8, nãy giờ tôi lên mấy bận rồi, bà đi đâu đó? Trời ơi, rồi ngồi đây coi like bà Hằng rồi cái tư tưởng nhớ đến ông nào, nãy giờ người ta lên mấy bận rồi. Người ta vừa mới nói xong Hằng còn một ký cuối nữa để 15 phút nữa Hằng lên nốt. Là bây giờ là 15 phút thứ hai nữa rồi đó bà. Là bà đợi mấy phút nữa nha, 9 phút nữa là Hằng lên. Quá trời thôi, ngồi đây coi like bà Hằng chứ mà cái tư tưởng là bắt đầu mơ tưởng đến anh nào rồi đó. Đó, cái gà lên lúc nào đặt cũng không biết luôn. Đây mọi người ạ. À, chai một à, hạn sử dụng đến 2026. Cái này là 2027 luôn nè, mấy bà. Chai này là 2026 nè mọi người nè. Chai này 2026, còn chai vàng của Hằng đây đang là 2027 đó mọi người. Chai xanh hiện tại, hai chai xanh đều là 2026 hết trơn đó. Ừ, xíu nữa sẽ có đấy mọi người, 9 phút nữa Hằng lên táo cho mọi người nhá. Rồi cái dòng này là dành cho em bé mà sơ sinh. Mọi người mua 2 lọ, mọi người sẽ được tặng 1 lọ. Mua 2 lọ được tặng 1 lọ, tổng cộng là 3 lọ. Ê nói nghe nè, nếu như mình đeo dép size 37 mình có thể nhỉnh lên một size cũng được. 35, 36, 37, 38, thường thường hai cái size này nó đi song song với nhau. Hằng sẽ nói với mọi người bởi vì nhãn hàng này ra cái size đó, ý là cái người mà size 36 hoặc cái người size 37 đều có thể đeo được. Đó, cái đế dép của mọi người là người ta sẽ ghi một lúc hai size. Ví dụ mọi người mua cái size 37 về nó sẽ ghi cả 37 gạch 38, nó sẽ ghi như vậy luôn. Là người size 37 và size 38 đều có thể đi chung một size dép đó được luôn đó mọi người ạ. À. Sô cô la hả? Sô cô la xíu nữa Hằng lên. Xíu nữa Hằng lên cho mọi người nhá. Trong giỏ hàng có sẵn đó mọi người. Người lớn size được. Người lớn thì bà mua cái loại này cho nó lời. Newborn là bà để cho em bé sơ sinh của bà đi cơm. Bà ơi tranh giành giật dội quá đi. Thì người lớn thì bà qua cái dòng này giùm tôi. Người lớn thì bà qua cái dòng này cũng được. Cũng là sữa em bé nhưng mà người lớn có thể bon trend được nè. 3 lọ 3 lít. Mỗi lọ 1 lít mọi người nhé. Mới qua hết pin chưa mua được táo. Chết mất tôi. Hôm nay mà không mua được thì ngày mai qua live của Quang Linh nha mọi người. Quang Linh không... Quang Linh...
đòi dành cho nó 2 tấn để ngày mai nó like. Cho nên là hôm nay Hằng không có dám bán nhiều táo, Hằng chừa cho Quang Linh. Tối ngày hôm nay xíu nữa Hằng còn 1 tấn cuối táo nè. Bạn nào không đặt được thì tối ngày mai qua like của Quang Linh. Quang Linh ngày mai mấy giờ like không biết nữa. Mấy giờ đó, rồi hôm nay không dám bán. Trời ơi, có cho bán đâu, trước khi lên like là Nhật Lệ nó đã nhắn tin rồi mọi người ơi. Đó, trước khi lên like đã nhắn tin rồi. Đát xa, đát đến 26, 27. Ủa, không phải 26, đát đến 2026 và 2027 nha bà ơi, đát xa nhá. Đây, 1 chai 1 lít, 2 chai 2 lít, 3 chai 3 lít. 3 chai 3 lít, 373 ngàn. Áp vô chờ vô còn 330 mấy hay 350 mấy đấy. 350 mấy đó mọi người. Mua 2 tặng 1. Mua một chai màu vàng, một chai màu xanh, tặng thêm một chai màu vàng nữa. Nhưng mà Hằng không có chai màu vàng, Hằng lấy đại chai màu xanh ra, Hằng mưu tả, Hằng gọi là tượng trưng cho mọi người thôi. 312 ngàn đúng không? 312 ngàn cho 3 lít sữa tắm. Mọi người xài cả năm ấy. Cả gia đình mình xài ké được nha mọi người. Một người xài chắc xài cả năm. Còn ví dụ như mọi người, cả gia đình mình xài ké được, xài cho em bé, xài cho người lớn, Hằng test lại cho những bạn nào vô sau chưa coi được. Đây là một dòng sữa tắm có độ pH rất trung tính, rất thân thiện với làn da. Để những bạn nào mà có cái làn da mà da của các bạn hay nhạy cảm đó, đặc biệt nhạy cảm như da em bé, thì các bạn yên tâm sử dụng. Độ pH của nó hầu như là không đổi mọi người ạ. Nè, cái màu của nó hầu như là không biến đổi. Mọi người theo coi nhá. Trung tính. Rồi, cái này Hằng nhấn mạnh luôn, những bạn nào mang bầu xài được. Xài được nhá. Rồi, những bạn nào viêm da cơ địa hoặc là da của mọi người dễ bị kích ứng, hoặc là các bạn sợ những dòng sữa tắm có độ pH cao gây khô da, các bạn có thể sử dụng dòng này. Sữa tắm gạo duy trì cái độ ẩm cho da của tụi mình nè, độ pH không cao, không gây khô da và thân thiện với làn da, bao gồm cả da em bé xài được, thì da của người lớn của tụi mình thoải mái nhá. Một lọ của nó 1 lít, 2 lọ 2 lít, 3 lọ 3 lít, 373 ngàn 3 lọ. Rồi, sản phẩm này Hằng xin phép qua nhá. 373 ngàn 3 lọ, mua 2 tặng 1 đấy mọi người ạ. Hằng xin phép qua. Chị ơi, em lên cái ờ rồi rồi, nó có châu châu chậu. À ôi được được. Châu chậu. Được tặng một chai xanh, hai chai trắng, một tặng một chai trắng. Trắng hôm nay có hàng rồi phải không? Anh này có bài thôi. Này có bài bao nhiêu nào, này có bài thôi. Cổ sơ sinh thì mọi người mua dòng này nhá. Em bé sơ sinh mọi người mua dòng này. 5 phút nữa Hằng lên táo. 5 phút nữa lên nha mọi người. Liền cơ bản, nhưng mà hôm nay Hằng không có hai chai trắng. Cái bị y phục lại. Sao gì? Sang gia ý, sang chủ sử, sang hình. Sao xóa cái lên này của em gì? Xóa cái gì? Nhãn hàng. Nhãn hàng, ấy cái lên này ra rồi. Đây là ít hàng đi. Hết hàng hả? Sao lâu hàng hả? Chưa đừng hiểu được. Hết hàng hả? 19 hàng về, 19 hàng về mọi người ơi. Máy xe tóc không mấy giờ chị hả? Đây, lấy cái này đi. Hai chai màu xanh. Hai chai màu xanh chị hả? Tặng thêm nước súc miệng. Miệng thúi. Mọi người ơi, miệng thúi. Nhưng mà mình muốn nói ra những cái lời ngát hương hoa. Mọi người á. Có mà, tại sao thằng này không ăn được? Dù mà. Dù lan chứng miệng. Chị... Thà bố sư sôi dù mà. Sì sôi dù. Nên có bài sơ thật. Nhưng mà Linh trên đây bị đẩy ra rồi. Linh trên đây bị đẩy ra rồi. Yì chú chú bà chân là. Bị đẩy ra rồi. Mấy ổ. À. Yì chú chú là. Không. Cái bộ hai chai xanh sẽ được tặng một sang gia gì như thế đây đúng không? Rồi ok chị ơi, chị kêu Hiển vô check giùm em xem cái Linh sô cô la mình cài cái cân nặng nó là bao nhiêu, bởi vì cái đó mình ghi combo đôi khi cái cân nặng nó bị độn lên, các bạn kêu tính phí ship đang bị cao. Ừ đó đây nhá, táo 4 phút nữa đó, sư phân trung sang hổng rõ táo 4 phút nữa Hằng lên cho mọi người rồi. Đây các bạn ơi, táo nè, lộn nước súc miệng Listerine. Mua 2 tặng 1. Rồi, cái dòng này bạc hà, rồi tặng trà xanh. Mua 2 bạc hà tặng 1 trà xanh, nước súc miệng của Listerine mọi người nhá. Có được đẹp lá không? Ủa, vì sao có được? Có được tặng trang màu xanh không? Trời là đẹp lá xong xin được. Trà xanh. Có lý, hai cái xanh, lộn hai cái xanh xung rồi tặng một cái xanh dương hả? Mấy rồi. Hai cái xanh dương, hai cái xanh lá tặng một cái xanh dương. Chưa gì vậy đã. 100 đơn. Hai cái xanh lá tặng một xanh dương, nhưng mà bây giờ Hằng không có cái đủ hai xanh lá, Hằng lấy cái này ra tượng trưng nhá mọi người. Hai chai xanh lá tặng một chai xanh dương. Combo này giá bao nhiêu chị hả? Bao nhiêu hả? Cho em hỏi chứ. 270 ngàn. 370 ngàn. 3 chai. 270 ngàn 3 chai. Mọi người ạ. 3 phút nữa lên táo mọi người ơi, đợi Hằng một xíu nhá. 3 phút nữa lên táo. 270 ngàn cho 3 chai.
mọi người à, rồi những bạn nào mà mọi người dễ bị hôi miệng, mọi người chồng mình nhiều, ba mình đó phì phò nhiều này, mọi người phì phò nhiều đây nè, đó thì mọi người nên mua về nhá. Và đôi khi mọi người hay thức khuya nhiều, mọi người cũng sẽ dễ bị cái đó nữa. Vấn đề mọi người trong cái bao tử của mọi người có những cái vấn đề gì đó, mọi người thở ra cái hơi thở nó không có được thơm mát. Thêm cái nữa nè, mọi người công việc, tính chất công việc của mình cần phải đi tiếp xúc với khách hàng, mình có những công việc mà liên quan đến vấn đề thoại mọi người ạ, giao tiếp nhiều đó. Bởi vì cái miệng của mình đó mọi người, đôi khi nó hơi mình nói ra mình hửi không được nhưng mà xung quanh người ta biết hết trơn. Không hiểu đó mọi người, mình tưởng là mình nói ra nó cũng thơm tho dữ lắm nhưng mà hơi thở của mình thở ra bản thân của mình ngửi không có thấy, mà người ta, người xung quanh là người ta ngửi thấy nhá. Nên mọi người đánh răng xong một xíu, cái mọi người bỏ ra một xíu, vặn cái nắp này ra, mọi người đổ nó miếng rồi bờ đổ vô họng của mình sụp. Trên xuống một câu lại 30 giây rồi mọi người đó, mọi người phúng ra bên ngoài một cái đó, thì mới bảo phúng ra rồi không có cần phải sụp lại nhá. Mình không cần phải sụp lại nha mọi người ơi. Đó rồi cái các bạn nào, nhưng mà bầu bì thì không nên sử dụng dòng này nhá. Bầu bì Hằng vẫn khuyến khích mọi người nên sử dụng những cái dòng mà dành cho là bầu. Bầu bì thì vẫn không nên sử dụng những dòng này đâu đó, bởi vì những cái ở đấy thì không sử dụng cho bà bầu chứ không có bởi vì rồi đây nè mấy bà này, một lọ, hai lọ, ba lọ, hai lọ trà xanh tặng kèm với một lọ bạc hà, giá của nó là 280.000 chị nhỉ, 280.000. Các bạn add voucher vô mọi người ơi, nay có voucher nhá, mọi người add voucher vô là giá nó sẽ ok hơn, rẻ, giá này ok hơn bởi vì mỗi chai tốt rồi 750ml lận. Hai cái chai này mọi người xài chắc Hằng nghĩ là nửa năm mọi người ơi, chắc khoảng tầm 4-5 tháng cho đến nửa năm, tầm đó 4 tháng cho đến nửa năm đó. Áp voucher vô 236 cho 3 chai, mỗi chai 750ml. Mọi người nhìn vậy thôi chứ nó bự nhá. Mọi người nhìn lên cái mặt của Hằng này nè. Đây, mỗi chai là 750ml, 3 chai bự nhá, 750ml một chai. Tổng cộng 3 chai 280.000, áp voucher vô còn 240. Mọi người ạ, 240 hay là 200? Ê, 222 kìa mọi người thấy chưa? 222.000, mình mua về cho cả gia đình mình xài, mình để trong cái tủ nhà mình đấy, khi nào mình hết mình lại lấy ra. Bởi vì không phải ngày nào nó cũng có cái chương trình sale, giống như ngày hôm nay cái chương trình sale của Hằng. Chương trình sale của Hằng là hôm nay Hằng like xin voucher của TikTok á, thì mọi người sẽ được cái giá như vậy rồi. Không sao sao? Chuẩn bị lên táo nào mọi người ơi, chuẩn bị sẵn tay giúp Hằng nha. Ủa bà. À, chuẩn bị nào. Chúng sư ủa bà tại vì sao nhỉ? Thật chứ. Chúng sư cái hộ khâu 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 khâu, trực tiếp sang ý tuyên. Trực tiếp sang ý tuyên. Chỉ có 800 đô là khai bố được. Rồi, cứ gì sang. 800. Mọi người ơi. 800 đô. Tôi gì đang đi rồi. 3, 2. Trên nào, link trên nào đi. Để Hằng đẩy cái link lên trước cho mọi người dễ đặt cái đã nhá. Hằng đẩy cái link lên trước. Hằng đẩy cái link lên đã. Để đi, trực tiếp đi bà. Rồi. Trực tiếp là. Rồi bây giờ Hằng ghim cái này lên trước nha, xin lỗi nhãn hàng thôi. Mọi người em xin lỗi nhãn hàng, em ghim nên chỉ cần một giây thôi là được rồi. Rồi bây giờ ok, lên nhá mọi người ơi, lên Hằng đang ghim nhá. Nhấn vô mọi người hả? Rồi đặt được chưa? Đó, 405 người kìa. Phải không? Được chưa? Đấy, 852 người kìa. Thấy chưa? Hết rồi phải không? Đấy, 822 người kìa, đó. Đấy, hết rồi phải không mọi người ơi? Hết rồi phải không? 397.000 rồi, người hết rồi. Y mèo mấy. Hết rồi, một giây thôi rồi, xin bạn chứ tôi ghim lại cái này lên cho nhãn hàng đi ông nội. Chứ không giờ chứ y mèo. Chưa tình. Hết hàng rồi á? Xem cái này hết hàng rồi, cho em tình khác đi. Trời ơi. Không giờ chứ y mèo mấy. Còn không? Hai chai xanh. Hai chai xanh à? Không có quạt ạ. Bao nhiêu tiền? Hai chai xanh bao nhiêu tiền để xem có tốt giá có tốt như vậy không? Rồi hôm nay mọi người ơi, hôm nay không đặt được táo nhà hàng nữa hả? Hẹn mọi người đặt táo nhà hàng vào live của Quang Linh vào buổi tối ngày mai được không? Mọi người ạ, tối ngày mai tại không dám bán được. 190.000 hai chai, bây giờ còn cái Kunmin nha. Kunmin hả? Hai chai Kunmin. Đây hai chai này, bây giờ hai chai này một có cái combo hai chai này. Lấy nghe nè. 190.000 hai chai hết rồi. Ngày hôm nay bà biết lên dương 6 tấn táo. Giờ nhỏ nó không cho bán. Giờ nó dành 2 tấn táo. Ngày mai qua live của Quang Linh, ngày mai Quang Linh live cũng là 18 giờ vô sớm. Còn cặp tím nữa nha. Phải vô sớm. Mọi người ơi, mọi người nhớ nha. Có 2 tấn táo ở trong phiên live của Quang Linh vào tối ngày mai. Đấy, hôm nay 6 tấn Hằng thật sự mọi người Hằng không lên được nữa rồi. Bây giờ có còn em nó kêu nó cọc 2 tấn táo rồi, giờ không lẽ không để nó
không lẽ không để cho nó mọi người ơi, chứ khan thật. Bởi vì cái táo này Hằng sẽ chia sẻ cho mọi người như thế này, táo trên thị trường rất là nhiều, trên thị trường rất là nhiều táo. Các bạn có thể ra cái cửa khẩu đối diện với cửa khẩu Việt Nam Trung Quốc có mọi người rất nhiều, nhưng khi mọi người ăn và mọi người cầm lên mọi người sẽ thấy nó khác nhau. Và thêm một cái nữa, cái sản phẩm táo nha Hằng là đã được xét nghiệm cái thuốc bảo vệ tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, tức là khi mọi người sử dụng cái sản phẩm đó mọi người không lo cái vấn đề là cái tồn dư thuốc bảo vệ thực vật ở trên đó gọi là thuốc trừ sâu, mọi người phải ăn vô nhá, không lo, nó đạt tiêu chuẩn nhập khẩu vào thị trường của Đài Loan luôn. Nhập khẩu vào thị trường Đài Loan phải đạt cái tiêu chuẩn như là cái tiêu chuẩn châu Âu luôn mọi người nhá. Đó là điểm thứ nhất này. Điểm thứ hai nữa, cái táo này chuẩn từ Tân Cương vận chuyển về, trên Trung Quốc nó có rất nhiều dòng táo đó. Bây giờ nếu như mà Hằng vì cái lợi nhuận như thế này, bởi vì mọi người thấy này, hiện tại bây giờ Hằng không đủ bán, Hằng có thể lên thêm 10 tấn nữa vẫn có thể bán được trong phiên ngày hôm nay. Hằng có thể nhập ở những nơi khác thay bằng táo ở Tân Cương, nó có thể nhập bằng nơi khác, nhưng Hằng không dám làm điều đó. Mọi người đến ra một lần mọi người ăn mọi người biết và mọi người sẽ bỏ đi luôn đó mọi người ha. Cho nên là đó là lý do tại sao mà táo nó khan, bởi vì táo cần phải những cái dòng táo chuẩn. Táo chuẩn Tân Cương là một, thứ hai là táo phải đạt cái tiêu chuẩn không có dư lượng thuốc trừ sâu là Hằng bắt đầu Hằng mới nhập được. Cho nên mọi người thông cảm giúp Hằng nhá, không phải lúc ở chỗ nào người ta cũng đạt đủ cái yêu cầu đó để cho mình lấy đâu. Cho nên là 2 tấn táo ngày hôm nay Hằng sẽ chừa lại cho Quang Linh vào buổi phiên vào ngày mai khoảng tầm 18 giờ đó mọi người, chứ không có được bán rồi. Bán mắng vốn mọi người, nhật lễ vô chửi ung sùm đó mọi người ơi, kêu trời cho nó 2 tấn táo rồi, đâu có dám đó. Quang Linh Vlog tối ngày mai 18 giờ có live nên mọi người sẽ vô trong đó, mọi người đặt của Quang Linh Vlog vào 18 giờ ngày mai nhá. Đúng rồi, cái này là mọi người ơi, 2 chai của Kunmin Bạc Hà, Kunmin nước súc miệng của Listerine, 2 chai 190 ngàn, 2 chai 190 ngàn này mọi người ạ. Là tính ra 1 chai sẽ là 85 chị nhỉ. Ủa chết rồi, 95 bà nội ơi, bà cũng ừ nữa. Trời ơi, thôi hai chị em đi ra ngoài tao nói xúc đất anh thôi, chứ mà tính cái kiểu này trời ơi, em còn tỉnh táo hơn chị nhá. 2 chai mọi người ơi, 2 chai 190 ngàn, tính ra 95 ngàn một chai. Ừ đó, 95 ngàn một chai mọi người nhá. 180 hả? 180 đúng rồi, 180 ngàn 2 chai các bạn nhá. Cái combo màu xanh lá hết rồi, bây giờ còn cái chai bạc hà này thôi. 2 chai mỗi chai 750ml, giá của nó hiện tại chưa có chỗ tô sò, có sao chỗ tô sò? Khu điểm của chị. Khu điểm. Rồi qua nha mọi người, chị ơi cho em muốn lên cái dầu gội cái sữa tắm mà hả? Cho cặp diễn lên có được. Rồi, nên cái sữa sơ là nên cái pha sữa đây. Rồi, 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 không có, chỉ có chiều sữa tắm, cái sữa tắm thảo mộc không có điều rồi, cho nên là hôm nay không like nhá. Cái này chiều sữa tắm mà cái này mọi người đã từng biết đến chứ mọi người, xài siêu mùa tóc. Cái này này mọi người, dầu gội này có bạn nào đã từng xài và mọi người đã từng nghe về nó không? Mọi người siêu mùa tóc, siêu mùa tóc mọi người ơi. Những bạn nào tóc của mọi người mà tóc hư tổn, tóc bị sơ, mọi người tẩy, mọi người nhuộm, mọi người uốn nhiều, tóc mọi người bị khô sơ, mọi người xài nó nhá, thơm. Rồi giá của hôm nay này mọi người, mua 2 tặng 1, mua 2 sẽ là tặng 1 đấy mọi người ạ. Không mọi người ơi, hôm nay Hằng lên đúng là không, Hằng không có lùa mọi người. Đây, nhìn tả khai này có hổng giỏ rồi ta. Hằng không có lùa mọi người, Hằng lên rất nhiều táo. Hôm nay cũng là Hằng lên rất nhiều táo. Ngày nào cũng vậy, Hằng không có nhũ hay là không có lùa mọi người đâu. Đây mọi người nhá, táo đỏ Hòa Điền Tân Cương. Đây mọi người ơi, mọi người coi nè, táo đỏ Hòa Điền Tân Cương, mọi người có thể nhìn giúp Hằng xem cái lượt bán hôm nay đã là 5k phải không ta, 5,5k đơn, 5,5k đơn, và Hằng đã đi cho mọi người đó là bao nhiêu ta, 6 tấn mà đó, và nó 5,5k đơn các bạn thấy nhá. Hằng lên rất là nhiều, nó là 6 tấn tất cả đó mọi người, 6 tấn trời ơi mọi người ơi, 6 tấn táo nhiều lắm. Thật sự là khan, bị khan hàng mà mọi người, khan hàng. Các bạn là có thể ráng đợi Hằng một xíu, bởi vì táo nó còn phải trải qua nhiều bước kiểm nghiệm mới có thể về được. Và khi mà Hằng nhập, Hằng cũng phải check cái đơn vị đó, sản phẩm đó có đạt cái tiêu chuẩn hay không thì Hằng mới nhập đó mọi người. Là cái vụ mà thuốc bảo vệ thực vật ấy, là mình phải check xem là nó có đạt cái tiêu chuẩn về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật không mọi người ha. Nếu như mà cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ở trên trái táo mà không đạt tiêu chuẩn là không có nhập được, không có xài được cái đó. Bởi vì mình ăn vô là những người ví dụ mẹ bầu đồ các thứ, người già lớn tuổi rồi, con nít ăn rồi tính sao, đúng không mọi người hả? Cho nên là bây giờ không có bán đồ tào lao vớ vẩn được. Chứ thật sự hôm nay Hằng có lên cho mọi người là 6 tấn táo tất cả, Hằng không nói điêu mọi người câu nào cả mọi người ha, 6 tấn tất cả đấy. Rồi cái cặp này nè mấy bạn, cặp này ngày hôm nay nhá, tặng một đầu đi,
tặng một chai dầu gội màu tím của nhãn hàng này cùng hàm lượng luôn, 385ml một set này, tặng thêm một chai dầu gội, tức là một chai dầu gội màu tím, một chai dầu gội dầu xả màu tím, tặng thêm một chai dầu gội màu nâu, màu kem kem nữa mọi người ơi. Cái dòng này nó thơm. Những bạn nào mà mọi người tóc của mọi người hay bị khô sơ, không vào nếp mọi người ha, khô sơ rối, bị xù, hư tổn nhiều thì các bạn có thể sử dụng cái dòng này, nó sẽ mướt tóc. Cái dòng này nó khá là nổi rồi, mướt tóc. Và hôm nay cái combo ngày hôm nay đó là 400.000 chị nhỉ? 400 mấy em? 449 mọi người ạ. 449.000 mọi người ha. 449.000 nhé mọi người. Nó sẽ hỗ trợ mướt tóc cho mọi người. Rồi cái dầu xả đó mọi người, khi mọi người sử dụng cái dòng này thì không phải đa phần những cái dòng dầu xả thì mọi người chỉ sử dụng, nên sử dụng ở cái phần chân tóc thôi, hạn chế sử dụng dầu xả ở cái phần tóc này, mình chỉ sử dụng ở phần đuôi tóc của tụi mình thôi nha. Dầu xả không chỉ là dòng này đâu mà tất cả mọi loại những cái dòng khác các mọi người. Dầu gội thì các bạn để mà mọi người sử dụng đó mọi người, thì là mọi người nên đánh cái bọt trước lên. Các bạn hay có một cái thói quen là mọi người lấy dầu gội xong mọi người check trực tiếp lên trên tóc của mình đúng không, đánh bọt lên trước. Mọi người có thể đánh bọt trong bông tắm của tụi mình, hoặc là mọi người đánh bọt lên trên tay của tụi mình, sau đó mọi người sẽ bôi từ cái phần này vô, và sau mọi người sẽ đánh bọt từ từ nó đi vô trong mọi người nhá. Đừng có ụp một phát thẳng thừng lên trên này của tụi mình, đừng ụp một phát thẳng thừng. Bởi vì Hằng đã như rất nhiều lần Hằng chia sẻ cho mọi người về cái cách chăm sóc tóc để hạn chế tóc bị rụng sau sinh. Hiện tại Hằng đã sinh em bé xong rồi, bé của Hằng đang 4 tháng. Các bạn có thể thấy này, ngoài cái việc mọi người lựa chọn cái dòng sản phẩm dầu gội phù hợp với tóc của mình nó sẽ tùy theo giai đoạn, có giai đoạn tóc mình nó khô sơ, có giai đoạn của mình tóc mình chăm sóc tốt thì nó mướt hơn, và mình cũng sẽ thay đổi dầu gội để phù hợp với tóc mình theo từng giai đoạn đó, chứ không phải mỗi một loại tóc là cứ sử dụng một dòng dầu gội từ đầu đến cuối là nó sẽ phù hợp mọi người ạ. Đó, mình sẽ theo giai đoạn nào mình chọn cái sản phẩm theo giai đoạn đó nhá. Rồi Hằng có một cái clip Hằng chia sẻ cho mọi người vào năm 2021, lúc đó Hằng sinh em bé Coca xong và Hằng rơi vào thời kỳ rụng tóc lần đầu, là sinh bé lần đầu, rụng tóc lần đầu. Hằng có chia sẻ cho mọi người cách chăm sóc tóc dài như thế nào, và đến bây giờ Hằng cũng đang là sinh bé thứ hai, Hằng vẫn áp dụng theo cái phương thức giống như vậy đó. Thì các bạn có thể vô để mọi người coi một số cái phương thức gội đầu như thế nào để cho tóc nó hạn chế bị rụng nhá. Còn dầu xả mọi người thì mình sẽ không có ụp lên trên này, dầu xả mọi người chỉ có xả ở phần đuôi tóc thôi, và dầu gội đừng có xịt ra một cái ụp thẳng lên trên chân tóc của mọi người như thế này luôn nhá. Đánh bọt của nó lên, đánh từ ngoài vô trong này cái đã nhá mọi người nhá. Hoặc là cái bọt bông tắm này, đánh bọt lên xong mọi người gội lên. Đó, rồi cái này nhá mọi người, một set của nó 440.000, mua 2 tặng 1, tặng thêm một chai dầu gội màu nâu nữa. Tổng cộng là sẽ có 3 chai tất cả. Cái Hằng có trải nghiệm một cái dòng trị gầu của mọi người, nhưng Hằng không biết là như thế nào, Hằng cũng không dám nói tên với nhãn hàng ra, bởi vì nhãn hàng này có những sản phẩm nó tốt thật, nhưng có những sản phẩm nó không được như vậy. Em trải nghiệm cái dòng dầu gội chị gầu, em càng gội em càng gầu, không hiểu luôn. Ý là bây giờ phải để cho cái gầu nó ra hết thì nó mới hết gầu hả ta, hay là không hiểu luôn mọi người. Cho nên là dòng dầu gội chị gầu Hằng vẫn chưa thể chia sẻ cho mọi người được, chưa thể mọi người nhá. Rồi đây, cái này là mua 2 tặng 1 nhá, chứ khu giới thiệu tôi sợ 35 rồi qua nhá. 35 khẩu trang kia phải không? Đâu? khẩu trang ý thức xin khẩu trang. Ý thức xin khẩu trang. Chị chơi khẩu trang hãy bút cho tạo. Chị thấy không? Chị biết không? Khẩu trang Unity. Khẩu trang Unicare. Unicare. Rồi. Khẩu trang này. Đấy chưa. Nhìn cái nhìn cô và cái gì mà khâu công sự trừ lương. Bên kia kìa ông nội ơi, nè cái góc bên bển kìa. Trên đó biển, nè biển, chuyên nè biển là nè gà. Đi bên là nè cái xeo rồi. Mày sẽ tóc xíu nữa Hằng có lên nhá. Xíu Hằng có lên mày sẽ tóc mà mọi đợi Hằng một xíu thôi. Nếu Hằng có lên Hằng sẽ lai từ từ đến nhá mọi người, Hằng lai từ từ tới. Nồi nấu chậm hả? Có Johnson. Nói nghe nè, Johnson Hằng qua rồi, nhưng Johnson có trong giỏ hàng. Bà cứ đi vô giỏ hàng bà quốc là được rồi nhá. Bà vô giỏ hàng quốc chứ rẻ lắm. 3 chai sữa tắm Johnson tặng thêm 1 chai 373 áp vô trò vô còn có hơn 300 một xíu. Trời rẻ lắm luôn á. Mỗi chai một lít. Mua về cả gia đình mình xài luôn nhá. Rồi nhì cu sư sư chứ lá sử chứ là. Bà đi ỉa rồi đó. Bà cô bà đi ỉa rồi đó mọi người. Thấy cái cửa đóng rồi đó đó. Nãy giờ ngồi uống trà sữa đồ ha, ăn chè dưỡng nhan đồ ha. xong rồi cái ly chè dưỡng nhan sữa bảo ăn hết cho đồ có hơn. Nhưng mà phiên bản khác chị ạ. Phiên bản khác. Rồi, Hằng muốn chia sẻ cho mọi người một cái nhá. Hiện tại cái tình hình không khí nó sẽ như thế này.
có một khối lượng lớn cái khí từ đất nước, khí CO2, CO2, SO2 nhỉ? Chết rồi, ngu quá rồi. SO2 phải không chị? CO2 là thời. CO2 nhỉ? Không ai còn ngu nữa chứ. Trời ơi, SO2 phải không mọi người? SO2 bà nội ơi, bà nội. Đấy. Có một lượng khí SO2 từ đất nước nào? Từ đất nước nào? Từ đất nước nào đây mọi người hả? Và đây là một cái thời kỳ mà mọi người đi ra ngoài mọi người cần phải đeo thêm những cái dòng khẩu trang mà có thể giúp cho mọi người hạn chế bớt cái việc mà hít một cái khí đó. Hằng hôm trước Hằng quên mất là từ đất nước nào ra, do cái vụ gì mà hôm trước Hằng có đọc được, Hằng kêu rồi xong, xong luôn. Đất nước nào Hằng quên mất tiêu rồi, như là Philippines hay là ở Philippines hay là Indo cái gì đấy. Đất nước nào đó mọi người hả? Đất nước nào đấy mà nó bị cháy cái gì hay là cháy cái gì ta? Cái gì mà quên mất tiêu rồi, bị cháy cái gì đấy? Không nhớ nữa. Không biết bạn nào có coi được cái tin tức đó không? Hôm trước cái Hằng lên Hằng lướt Hằng coi được cái tin tức đó. Là một lượng rất lớn luôn đó mọi người, một lượng rất lớn cái khí đó. Không biết là cái vụ gì mà sao mà thải ra cái khí đó quá trời, hay là nó ra khí đó quá trời luôn. Thì đây là cái thời kỳ mà mọi người nên bổ sung nha mọi người. Nên bổ sung cái khẩu trang về vào trong gia đình của tụi mình. Hằng sẽ vô Hằng like cho mọi người cái dòng này. Đây là một cái dòng khẩu trang mà Hằng sẽ nói cho mọi người điểm đầu tiên Hằng ưng nó. Bởi vì trên thị trường có rất nhiều dòng khẩu trang, nhưng bây giờ Hằng sẽ nói từng chi tiết mà lý do tại sao Hằng ưng nhá. Bị khí SO2 phải không mọi người? À núi lửa, chính xác rồi, đúng rồi, đúng rồi. Núi lửa phun trào ở, rất nhiều núi lửa phun trào ở đất nước nào vậy ta? Indonesia. Đúng rồi, Hằng nhớ Hằng có coi được cái tin này. Mọi người ơi, mình lên trên TikTok hoặc mình lên trên Google, mọi người search về cái thông tin đó là quá trời nhiều núi lửa phun trào ở Indonesia, dẫn đến việc là rất nhiều cái khí SO2 được ra bên ngoài. Đó mọi người ạ, cực kỳ nhiều luôn, núi lửa nó phun trào nhiều lắm. Và bây giờ người ta đang khuyến cáo mà mọi người ạ, đang khuyến cáo đó là cái bầu không khí của tụi mình á là sẽ dễ bị hòa trộn với cái khí đó, cho nên là mọi người đi ra bên ngoài mọi người sẽ bổ sung thêm khẩu trang, không cần biết là khẩu trang nhà này hay là khẩu trang nhà khác. Có thể hôm nay Hằng like khẩu trang nhà này, mọi người thấy ưu đãi thì mọi người mua, nhưng mà nếu như các bạn thấy dòng khẩu trang khác ưng hơn thì mọi người cứ mau mua, chỉ cần là mọi người đeo thôi là được rồi nhá. Rồi bây giờ này, cái dòng này lý do tại sao Hằng nói với mọi người lý do tại sao ưng. Đầu tiên nhá mọi người, đầu tiên nhá, các bạn có thể thấy là đây là một cái dòng khẩu trang mà nó không có mở cái miệng của nó ra sẵn, nó không mở cái miệng của nó ra sẵn nha, mà các bạn phải tắt ra thì nó mới mở ra. Mục đích của nó để đảm bảo cho vi khuẩn, để cho khói bụi, những cái bụi bặm nó không vô trước khi mọi người sử dụng. Chứ mà bây giờ nó vô trước rồi, nó toàn hết cái bồn ra xong nó vô trước rồi mình hít vô thì cũng như không mọi người hả. Thì mình như thế này, cái mình đeo lên mặt, mình đeo lên một cái thôi là ok rồi. Đây, nó sẽ như thế này đây mọi người nhá. Đây là một ưu điểm thứ nhất mà Hằng thấy Hằng đánh giá khá là cao. Ưu điểm thứ hai, đây là một cái loại khẩu trang mà có cái sợi dây nó khá là mắc. Sợi dây nó khá là mắc. À đây, sợi dây này có cái độ co giãn tốt, mềm lắm mọi người, nó mềm lắm, có độ co giãn cực kỳ tốt và nó là bẹp, nó không có bị đì cái tai của mọi người. Khi mọi người để lên á, nó sẽ bẹp theo cái tai của mọi người như thế này, chứ nó không phải là một cái đường tròn, nó làm hành tai của mọi người, dẫn đến mọi người đau tai trong một khoảng thời gian dài mà đeo khẩu trang đó. Đây là điểm thứ hai mọi người ạ. Rồi điểm thứ ba đây, cái chai nước đâu rồi? Ê, xin chào chị, điểm thứ rồi bao nhiêu ra? Điểm thứ ba, mặc dù cái dây của nó rất là mỏng, các bạn đã từng gặp những cái trường hợp đó là mọi người đeo cái khẩu trang rồi cái dây nó đứt cái bạc không, nó đứt cái dây cái bạc luôn, thế là khỏi đeo luôn mọi người hả. Nó đứt rồi bây giờ đâu có làm sao để nối nó lại được nữa đâu, đâu có nối lại, nó đứt đâu phải đứt chánh giữa đâu mà cột, nó đứt ở ngay cái chỗ này. Hằng sẽ test cho mọi người coi xem có đúng là tiêu chuẩn của cái việc mà sản xuất khẩu trang nó có đạt tiêu chuẩn không. Bởi vì tiêu chuẩn khi sản xuất khẩu trang đó là cái dây phải có cái sức chịu đựng được 1 kg trở lên. Rồi bây giờ nhá, hai chai nước này tương đương với 1 kg. Đây mọi người, 500ml tương ứng với khoảng tầm 1 kg. Hằng sẽ xách lên cho mọi người coi nhá. Mọi coi này. Đây, đây mọi người nhá. Đó. Đây,
Đó, cho nên là cái vấn đề mà mọi người sau này mọi người sử dụng mà mọi người sợ nó đứt dây hay gì đó thì mọi người yên tâm hơn cái vấn đề đó nhé mọi người. Đó, cái tay của mình không thể nào kéo cái lực mà nó mạnh tới cái mức mà kéo cái, cố tình kéo nó bật ra một cái như vậy được. Thì đây là khoảng tầm 1kg là đạt cái yêu cầu, đạt cái tiêu chuẩn này rồi nha mấy bạn ha. Rồi tiếp theo nào, Hằng sẽ cho mọi người coi một cái nữa. Yêu cầu đối với khẩu trang và đặc biệt vào mùa hè đó là mình phải cần những yêu cầu gì? Mỏng, mà phải có khả năng kháng khuẩn, phải có lớp kháng khuẩn, đúng không mọi người ha? Không cần phải quá dày cũng được nhưng bắt buộc phải có lớp kháng khuẩn. Dày cho cố vô mấy lớp không kháng khuẩn được cũng như không. Đấy là một điểm này. Điểm thứ hai nữa, thoáng khí. Thoáng khí mọi người ha. Đó, rồi bây giờ Hằng sẽ test cho mọi người. Kháng nước thì hầu như mấy cái khẩu trang này nó kháng nước hết trơn rồi. Nên là mình test là chỉ làm cho vui thôi. Đấy. Còn bây giờ nha, Hằng sẽ lấy một cái nước xíu xíu từ Eagle Base. Ừ. Khai sợi, khai sợi à. Hằng lấy nước, Hằng test cho mọi người coi. Cái này ở bên trong á nó có ba lớp thôi mấy bạn nhưng nó có một cái lớp kháng khuẩn. Xíu nữa Hằng mổ xẻ ra, ha, nhìn nó cái bê tao bê. Tuyệt. À tuyệt. Có to không? Trời. Nếu có to được rồi. Tao sẽ cái hộp kêu tao sẽ biết. Đây mình coi nhá, mọi coi. Ơi, ai đang lại đi rằng nào bạn? Cái gì? Cái tay. Cái một cái hộp. Cái một cái. Cái hộp một cái hộp rất là hộp. Tao đâu nào, tao đâu nào. Mấy xem, mấy xem. Đây là dòng khẩu trang của Unicare to màn ba. Đây mọi người nhá. Rồi rồi rồi. Chết rồi, cái ly này bự quá à. Đây các bạn coi nhá, mọi người coi cái ly giúp Hằng, hiện tại nó đang trong suốt nhá mọi người ơi. Chết rồi, cái ly này bự quá, chưa có thai to à. Sang Dung của Minh Dung lên này coi. Vẫn có thể nhìn thấy được, vẫn có thể nhìn thấy được. Mọi người ơi, các bạn có thể thấy cái ly này nó mờ đi không mọi người? Xỉu à. Cái này các bạn có thể thấy nó mờ đi không mọi người ạ? Nó có mờ đi không mọi người? Hằng đang muốn test cho mọi người coi được khả năng thoát hơi của khẩu trang. Thấy đúng không mọi người? Đó chính là khả năng thoát hơi. Khí là, khí là. Sơ ý sư cho họ là đi fan trên thì miên tưởng nó sẽ sao. Đây chính là khả năng thoát hơi của khẩu trang. Các bạn có thể thấy được nhá. Cái lớp hơi nó sẽ tợt lên đây cho mọi người rất là rõ ràng. Đó, rồi. Hằng có một ly nước, Hằng test cho mọi người thêm một cái nữa. Đó là cái lớp kháng khuẩn nó nằm ở đâu, làm sao biết được đó có phải là lớp kháng khuẩn hay không. Nghe người ta nói như vậy chứ mà mình không biết thì làm sao mình test được. Đó, mình mua thì đôi khi là vì niềm tin thôi, mua về thấy người ta mua nhiều thì mình mua. Nhưng mà mọi người ơi, nếu như mọi người chưa biết Hằng chia sẻ cái này á, là Hằng cũng được chia sẻ lại thôi. Bởi vì em chồng của Hằng, mọi người thấy này, dịch Covid thì nó sẽ xuất phát từ bên Vũ Hán lên đây. Em chồng của Hằng thì là bác sĩ trong bệnh viện Vũ Hán. Và cái đợt dịch của bên Trung á mọi người, nó bị khan hiếm khẩu trang mà. Cho nên là có những cái dòng khẩu trang người ta sản xuất ra đại trà và nó phát. Nó phát cho mọi người, nó không đạt tiêu chuẩn để kháng khuẩn. Nên là có những cái cách mà gia đình Hằng tự chia sẻ cho nhau để biết được làm sao đó là cái dòng khẩu trang kháng khuẩn. Thì đây là một cách nhá. Mọi người xé cho Hằng cái lớp ở bên trong. Những cái lớp vải không dệt là khác nha. Mọi người xé cho Hằng cái lớp màu trắng như thế này ở bên trong nè. Sau đó mọi người đặt cho Hằng lên một cái ly thủy tinh, một cái miếng gương hay một cái kính cũng được. Cái gương xe hay là một cái kính soi của tụi mình cũng được. Nếu như cái lớp này mà nó dính vô, tức là nó là cái lớp kháng khuẩn. Mặc dù nó không có keo, nó không hoàn toàn không có keo mọi người, nó không dính tóc của Hằng nhá, nhưng nó lại dính lên một cái ly thủy tinh như thế này đây, các bạn có thể coi được luôn. Nó dính lên một cái ly thủy tinh đây các bạn nhá. Hồng Hạnh ơi, chị ơi chụp lại ID của Hồng Hạnh giúp em, chụp lại ID của Hồng Hạnh, của brand nào đó Hồng Hạnh, của brand nào đấy bà ơi. Đây nhá, để Hằng thấy rồi, Hằng thấy rồi, để Hằng chụp lại Hằng bà của brand nào bà báo lên giúp Hằng là ok rồi. Đây, đây chính là cái lớp kháng khuẩn của nó. Mình sẽ, đây là một cái cách test nha mọi người, đây chính là một cách test rồi. Ngoài ra các bạn sẽ lấy cho Hằng một cái bật hộp quẹt, mọi người quẹt giúp Hằng. Nếu như nó không bén lửa là nó đó, nếu như nó bén lửa là pha sai rồi. Chứ không phải là cứ bên trong nó có cái lớp này thì mọi người sẽ mặc định nó là lớp kháng khuẩn. Nó sẽ có là lớp kháng khuẩn chuẩn và lớp kháng khuẩn không chuẩn nha mọi người. Rồi, cái này á, lý do tại sao nó có cái độ dính nhẹ như thế này mà nó tốt cái gì trong công dụng kháng khuẩn. Mọi người đã từng nghe đến cái keo dán chuột chưa? Khi mà cái con chuột hoặc là cái keo dán ruồi á, nó dính lên trên đó rồi nó không có bay vô đâu, vô sâu hơn nữa hả? Nó không có đi đâu được nữa cho nó dính lên đó luôn. Thì đây là ví dụ như thế này, vi khuẩn nha mọi người, nó xuyên từ bên ngoài vô, khi nó làm gặp lớp kháng khuẩn này nó sẽ bị hít ở bên ngoài này thôi và nó sẽ không có tiếp tục nó đi xuyên vô trong nữa. Đó là một trong những cái mục đích của cái lớp kháng khuẩn. Và ngoài ra tất nhiên nó sẽ có những cái chức năng riêng nữa mọi người. Và đây chính là cái cách mọi người test. Rồi, hôm nay này mọi người, dòng khẩu trang này có tất cả những cái màu như này nè. Màu hồng nhá. Màu hồng. Màu đen. Chị có diễn sơ màu nào cho bạn? Được ạ. Được ạ. Rồi. Màu đậu đỏ. Mà giá của ngày hôm nay nè
150.000. Bao nhiêu chiếc nhỉ? 150 chiếc. Tặng thêm 10 chiếc nữa được không chị? Tặng 10 chiếc. Nếu như mọi người nhấn vô, mọi người thấy cái giao diện tặng 10 chiếc mà có giá không đồng thì đó mọi người sẽ được tặng quà thành công. Tặng 10 chiếc màu kem sữa. Màu kem sữa. Rồi, tặng 10 chiếc màu kem sữa. 1 2 3 4 5 6 chiếc. 6 màu. Các bạn ơi, nếu như mà mọi người đặt với cái giá 150.000, 150 chiếc được tặng thêm 10 chiếc nữa thì mọi người sẽ được tặng quà thành công 10 chiếc không đồng. Được không mọi người ạ? Các bạn có thể có combo mình chọn màu được mà. Mình có combo mình chọn màu. Mình có combo chọn màu 144.000 kìa. Trời ơi, 100 ê hiển trách cái sô la cho chị. 144.000 phải không? 144.000 chính xác chưa mọi người hả? 144.000 phải không mọi người ha? 159, vậy là sẽ tùy theo tài khoản. Nó sẽ tùy theo tài khoản mọi người ơi. Đúng không mọi người? Đúng rồi, có bạn 144, có bạn 159. Một có bạn 144, có bạn 159. Và các bạn sẽ được tặng thêm 10 chip nữa nhá. Mình sẽ có 10 chip nữa. Kiên Giang hả? Thằng không có, thằng không có sỉ mọi người ha, thằng không có sỉ ở Kiên Giang. Rồi đây, tổng cộng nè. 100 cái màu đen đúng không? Đúng rồi, cái màu đen thằng hay nói cái khẩu trang UV ấy, thằng hay nói với mọi người là cái màu đen á, khi mọi người da của mọi người mà nhờ nhiều màu trang điểm đậm hoặc là mọi người xài kem chống nắng bên trong là nó sẽ dễ ra màu. Nên là hôm bữa thằng hay nói là nếu như bạn nào mà hay trong những cái trường hợp đó thì mọi người hay đổi qua màu ghi hoặc là màu xám đó. Đúng rồi đó mọi người, bởi vì màu đen nó vốn nghĩ là như vậy, khi mà nó tiếp xúc với cái môi trường mà có nhờn nhiều, có cái chất mỹ phẩm này mọi người ha, những cái đó vô là sẽ dễ ra những cái phản ứng, là sẽ dễ ra cái màu đó, và khi mọi người giặt màu đen là nó sẽ ra màu mọi người. Màu kem sữa hả, nó là sẽ là cái màu kem sữa là nó màu kem sữa là cái màu trắng ngà đấy đúng không? Hình như mọi người được tặng cái màu này ấy. Phải màu này không sale, được tặng màu này phải không? Đây, hình như mọi người được tặng màu này, màu kem sữa là nghĩ là được tặng màu này đấy mọi người ạ. Màu này nó sẽ sát với màu kem sữa nhất ấy. Ừ, sát với màu kem sữa là màu này nhất mọi người nhá. Rồi bây giờ hàng đeo lên cho mọi người coi nè. Đây, ví dụ như đây là màu đen. Đây. Đây mọi người ha, đây là màu đen. Đó, rồi thêm màu hồng. Nó không có mở sẵn ra đâu, mình phải tách ra mọi người. Đó, thế nào thử. Đây thêm màu hồng. Ở đây đó. Đó. Đó đây. Ừ. Ừ. Nó đi à, hồi gần hồ. Chuyện gì chứ. Nhìn nó đi à. Đấy. Đây là tất cả các màu mọi người nhá. Tất cả các màu, đây là cái màu kem sữa đó mọi người, trắng ngà đó. Nó sẽ là màu trắng ngà, là cái màu đỏ đó mọi người. Màu nhất dương đang đeo à, cái màu cũng đeo đến màu đậu đỏ rồi nha mọi người. Cũng đeo đến màu đậu đỏ rồi. Ừ, đó, tổng loại khẩu trang UV này có gọng không vậy? Khẩu trang UV thì không có gọng bà ơi. Khẩu trang UV nó không có gọng nhá. Rồi, 150.000, 150 chiếc. Các bạn được tặng thêm 10 chiếc nữa. Không biết là cái quà tặng nó có hiển thị trong đơn hàng không ta? Mọi người ơi, quà tặng có hiển thị trong đơn hàng không mọi người? Bị view tốt hơi nhỏ hả? Vậy thì mình tăng size lên giúp hàng nhá. Nếu như mà ấy quá thì mình chật quá bé đeo cũng được, mình có thể báo cho nhãn hàng xem nhá. Xem có đổi size cho mình được không mọi người ha. Đây 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 đây. Đây, để hàng xem nào. Ờ 150 để hàng vô hàng đặt thử xem nhá, hàng vô hàng đặt xem mọi người có mua được. Được cái có quà tặng không đồng phải không? Bu. Có quà tặng không đồng phải không mọi người? Tặng 10 chiếc kem. Ok, vậy là được rồi. Vậy là được rồi nhá. Rồi đây nè mọi người ơi, hàng sẽ chia sẻ lại cho mọi người, hàng sẽ test lại cho mọi người nè. Hàng test lại cho mọi người một cái nhá. Cái dòng khẩu trang này hàng những cái ưu điểm nổi bật của nó đấy. Ví dụ đây hàng lấy ra một cái mới này. Đó, của Unicare. Các bạn thấy này, cái này nó sẽ không có tách ra sẵn, mọi người thấy không? Hiện tại mọi người hàng nói hiện tại mọi người nên sắm khẩu trang sẵn trong nhà mình, hàng không cần biết là mọi người sắm của Unicare hay là của thương hiệu nào đó mọi người quen xài rồi. Mọi người ưng thương hiệu nào mà xài thương hiệu đó cũng được. Nhưng mà hàng muốn chia sẻ một cái đó là cái ở bên Indonesia phải không ta? Indonesia có rất nhiều núi lửa hiện tại phun trào rất nhiều núi lửa, và hiện tại đã có rất nhiều tin tức khuyến cáo đó là đi ra đường nên đeo khẩu trang, bởi vì khi núi lửa phun trào nó sẽ đẩy ra bên ngoài không khí một lượng khí SO2 rất là nhiều và nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người rất là nhiều. Núi lửa phun trào, các bạn có thể lên trên mạng người sập về núi lửa phun trào ở bên Indonesia và mọi người coi cái hiểm họa của nó sẽ như thế nào nhá. Và ở Việt Nam mình đã có rất nhiều cái tin tức khuyến cáo nên sử dụng khẩu trang khi đi ra ngoài rồi đó. Rồi bây giờ này mấy bạn, cái dòng này nó là một cái dòng khẩu trang có thể giúp ngăn bớt những cái bụi bụi bẩn này, ngăn bớt những cái khí này,
đó, và ngăn bớt những cái nước bọt của tụi mình đi đấy, và bao gồm nữa là ngăn bớt những cái vi khuẩn có thể xâm nhập vô trong cái miệng của mình như vậy nè. Bây giờ nhá, Hằng sẽ test cho mọi người để xem nó có những cái tiêu chuẩn gì nó có phù hợp với cái dòng khẩu trang này không. Đối với dòng khẩu trang này, cái tiêu chuẩn thứ nhất đó là phải giữ được cái độ sạch sẽ trước khi mọi người sử dụng, nó phải kín đáo. Có những dòng khẩu trang mọi người thấy nó mở sẵn ra rồi, nó cũng không có đóng gói độc lập, tay mọi người có vi khuẩn hay là bầu không khí bên ngoài nó có cái chất gì đó, thì khi mọi người mở cái tay ra thôi đúng không hả, đó mọi người chọt nó vô nó hở ra bên ngoài không nghĩ là đã dính rồi. Còn cái dòng này mình thấy một cái nó không có mở sẵn ra, mà khi mọi người sử dụng mọi người phải xé nó ra đây các bạn này, mình phải xé nó ra như thế này thì nó mới tách ra, nó giữ cho cái khẩu trang luôn luôn sạch sẽ trước khi mọi người xả đó. Và mọi người để lên trên mặt một cái, mặc đeo vô cái là ok rồi, chỉ cần như vậy thôi là đeo vô. À rồi, thứ hai nữa nè, đeo khẩu trang thì mình có thể đeo một thời gian rất là lâu, nhưng mà cái để mọi người đeo lâu được là phải có một cái quai mềm mại. Quai mà đeo lên trên tai đau quá mình sẽ không đeo được lâu, mình khó chịu và mình phải gỡ ra, đúng mọi người ạ? Mọi người đeo cả ngày nó cũng vậy đó, đeo cả ngày nó cũng mềm lắm mà, đúng không mọi người ha? Đeo cả ngày nó mềm xèo, nó cũng mềm, nó không có bị đau, không có cái cảm giác bị đau đâu. Rồi tiếp theo nữa nè, cái quai có rất nhiều trường hợp Hằng đã sử dụng mà vừa mới đưa lên một cái như này, cái dây nó đứt một cái bạc luôn. Đôi khi mình đi ra ngoài mình xách có một cái à, cái nó đứt mất tiêu rồi, không có cái gì đeo nữa. Đó rồi, Hằng test cái sức của cái quai cho mọi người coi. 500ml là 1 lít tương đương với 1kg. Hằng test cho mọi người coi nhá. Rồi đây, mỗi cái khẩu trang Hằng lấy ra cho mọi người thì Hằng cũng không biết là nó có cái chất lượng, nó có phải là có cái tốt, có cái đẻo hay không. Nhưng mà chưa có lần nào Hằng test cái dòng khẩu trang này mà cái quai nó bị đứt hết trơn á mọi người. Nghĩa là cái chất lượng của nó khá là đồng đều, nó không có phải là người ta không có phải kiểu như là không có đảm bảo được chất lượng đồng đều trong mỗi loại khẩu trang của người ta đây mọi người nhá. Đó, khá là ok nhá. 550ml cho một chai. Rồi, thứ hai này, tiếp tục này. Đây là một cái dòng khẩu trang mà có khả năng thoát hơi tốt, nhiều hoa sa sụy. Nên khai sụy. Hằng sẽ test cho các bạn, bởi vì mùa hè nóng quá rồi. Mùa hè mọi người nóng nực quá, đeo một cái dòng khẩu trang mà nó không thoát hơi, nó bị ém hơi nhiều á thì nó sẽ dễ bị ngột. Đây nhá, Hằng sẽ cho mọi người vô đây một cái ly nước ấm. Rồi Hằng để lên trên đây một cái khẩu trang Hằng bật nó lại. Mọi người ơi, cái ly này đang trong suốt phải không mọi người ạ? Mọi người coi giúp Hằng nhá. Đây. Mọi người thấy cái ly này nó mờ đi không mọi người? Cái ly này có mờ thấy được không mọi người ha? Mờ rồi, đúng không ấy bà? Cái ly nó đã mờ đi. Cái này để cho mọi người thấy được là cái khả năng mà nó thoát hơi đó. Cái hơi ở bên trong nó có thể thông qua cái khẩu trang và nó thoát ra ngoài này. Giống như mọi người, cái hơi thở của mọi người nói chuyện á, nó có thể thoát ra bên ngoài, nó không có bị ém hơi nhiều mọi người thấy nhá. Nó không có bị ém hơi nhiều ở bên trong. Đây, đây các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng nha. Đó, rồi. Cái khả năng mà thoát hơi của nó ok này. Rồi, thêm một cái nữa. Lớp kháng khuẩn ở bên trong có hay là không? Có hay là không? Các bạn xé ra chút Hằng thôi. Về nhà nguyên thùng đó mọi người lấy đại một chiếc ra. Lấy một đại một chiếc bất kỳ, mọi người xé ra mọi người test thử xem nhá. Đây, xem có phải nó là lớp kháng khuẩn không? Khẩu trang 3 lớp cũng được, 4 lớp cũng được, chỉ cần cái lớp kháng khuẩn của nó chất lượng là nó có khả năng kháng khuẩn mọi người ạ. Ví dụ như mọi người bỏ vô 3, 4 lớp nhưng mà mấy cái lớp đó đều không phải lớp kháng khuẩn thì nó cũng không có chức năng đó. Cái lớp kháng khuẩn này nó không có dính nha mọi người, nó không dính, nó hoàn toàn không dính. Nhưng mà nó lại có một cái chức năng đó là nó dính được những cái con vi khuẩn, không cho những cái con vi khuẩn đi sâu hơn. Mọi người có thể dùng cho Hằng một cái ly thủy tinh, hoặc là mọi người dùng cho Hằng một cái tấm kính hoặc là cái gương á, mọi người dính lên mà xem, nó sẽ dính giống như vậy. Đây là cách để mọi người test xem nó có phải là lớp kháng khuẩn hay không mọi người ạ. À, đây là cách mọi người test nhá. Rồi ví dụ như Hằng lấy một cái tờ khác, mọi coi này, Hằng lấy một cái tờ khác Hằng để lên đây, thấy nó hoàn toàn không dính. Rồi nếu như mọi người nghĩ là à, cái phần này Hằng có keo hả, cái phần này Hằng có keo, đây Hằng tháo cái này ra, Hằng đẩy cái này vô cho mọi người coi, đó nó cũng hoàn toàn nó không dính mọi người thấy nhá. Đó thì cái lớp kháng khuẩn này nó giống như là tương tự, cái chức năng của nó tương tự như giống như là mọi người mường tượng đến cái keo dán chuột hoặc là keo dán ruồi á, khi mà ruồi với chuột nó bị dính lên trên đó rồi nó không có thể đi tiếp được nữa, thì những cái vi khuẩn ở bên ngoài không khí khi mà nó xuyên vô trong đây, nó đến cái lớp mà kháng khuẩn mọi người ạ, thì nó sẽ bị dừng lại rồi, nó sẽ bị dính, nó bị hít lại, nó dừng lại rồi, nó không có đi vô sâu hơn nữa, vô trong cái miệng của mình nó không đi sâu hơn nữa. Đây là một trong những cái khía cạnh của cái lớp kháng khuẩn này. Ngoài ra nó có những chức năng riêng biệt khác mà chuyên ngành mới có thể biết được mọi người ạ. Còn đây là Hằng chỉ được hướng dẫn một phần nhỏ trong cái cách test lớp kháng khuẩn thôi nhá. Rồi sản phẩm này nè, ngày hôm nay mọi người ạ, combo 150 chiếc đang có giá là 150.000. Trên line của Hằng mọi được tặng thêm 10 chiếc màu kem sữa, và cái form của nó đây, tổng cộng là 160 chiếc cho 150.000, được không mọi người ạ? 160 chiếc cho 150.000 nhá. Hằng đeo lên form cho mọi người coi đây.
Đây. Đây là form của khẩu trang. Đây là form của cái khẩu trang đây mấy bà ha. Đó, để bên ngoài nó bên nghiêng mình nghiêng lên thì nó sẽ dạng như thế này. Đó, đây là form của khẩu trang. Rồi tổng cộng những cái màu của nó sẽ như thế nào? Màu này. Màu này. Màu này. Ủa Khang Khang. Ủa Khang Khang, màu này nữa. Đang rồi, ơi. Rồi, màu này nữa. Ê, tổng cộng 1 nè. Ủa còn nữa chưa? Thấy hiểu chưa? Còn một màu nữa. 1 2 3 4 5. Màu hường. Ừ. Còn cái màu hường, còn cái màu hường nữa mọi người ơi. Rồi, nam nào? Các bạn nam nào mọi người ơi. Nam xài những màu gì? Nam xài cho hàng màu hồng phấn. Đây, cứ nghe lời Hằng đi. Nam một là xài màu hường. Nghe lời Hằng đi. Nam một là xài màu hường. Hai là xài màu kem dây đỏ tím. Ba là xài màu đậu đỏ dây tím. Đây mọi người ơi, mọi người cứ để ý mà xem nam xài ba cái màu này đi ra ngoài nổi bần bật. Nổi bần bật luôn, đi ra ngoài là cái kiểu như là cái sức hấp dẫn nó dữ dội lắm mọi người. Đi cái kiểu đi xong rồi người ta phải ngoảnh đầu người ta coi lại đó mọi người nhá. Đây, nam xài cho hàng ba cái màu này. Và đặc biệt là mấy cái ông đó mọi người nhá. Bao nhiêu đời nay ế chổng ế trơn Quang Linh. Mọi người Quang Linh. Đó, kêu Quang Linh xài mấy cái khẩu trang màu này vô đi ra ngoài người ta còn ngớp mọi người đó. Mấy cái ông mà đi ra ngoài không ai ngó đó mọi người, đi ra ngoài không ai ngó đó thì xài cái này vô thì gây sự chú ý rồi người ta ngó lại. Chứ bây giờ người ta còn không thèm nhìn đến thì bao giờ có bồ. Đó thì xài mấy cái này vô nhá. Nam ba màu, màu thứ nhất màu đậu đỏ. Màu đậu đỏ nha mọi người, màu thứ hai đó là màu này màu be. Màu thứ ba là màu hồng. Đó, xài màu hồng nè. Tiếp tục nào. Là sẽ màu ghi nào. Còn đây là màu đen nè, còn đây là màu trắng ngà mà các bạn hay gọi là màu kem sổ đấy mọi người nhá. Đây là tất cả các màu của nó, giờ Hằng đeo lại cho mọi người coi màu đen nào. Đây, 150.000, 150 chiếc. 150.000 cho 150 chiếc các bạn nhá. Đây là màu đen nè, một nè. Thứ hai nữa là màu trắng ngà. Màu kem sổ nè, trắng ngà các bạn hay gọi nó là màu kem sổ. Đó. Rồi, tiếp tục, đây là màu ghi. Màu ghi. Màu ghi. Màu ghi. Đây, rồi. Đây đây, táo ngày mai mọi người vô like của Quang Linh được không? Quang Linh có cặp có hàng 2 tấn táo rồi. Đây là phân. Phân cái gì? Phân ốc. Đây là phân. Trời ơi, phân. Đây là mấy hồng phân. 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 Trời ơi, rồi ông kêu cái màu này là màu phân. Mọi người ơi. Ông kêu là tiếng Việt Nam cái màu này là màu phân. Rồi em cũng không biết cái màu nào là màu phân luôn. Trời ơi, thằng Quỷ. Dép cháy hàng rồi bà. Rồi đây là màu phấn. Màu phấn tức là màu hồng mà không biết ông nghe kiểu gì ông kêu là màu phân. Đó, đây là màu đậu đỏ mọi người nhá. Màu đậu đỏ. 150.000, 150. Phấn. Combo này mọi người ơi, cái combo này nhá, hàng ví dụ này, các bạn khi mọi người đặt vô mọi người sẽ thấy nó xuất hiện lên. Cái combo 150.000 ở bên dưới có được tặng thêm 10 chiếc nữa. Tất cả mọi người nhận về là thêm 10 chiếc quà tặng ở trong phiên live của Hằng nữa. Nhận về tổng cộng là 160 chiếc cho 150.000. Có bạn nào mua được vẫn được quà tặng không mọi người? Quà tặng ấy, khi mọi người đặt nó sẽ hiển thị là phần quà tặng không đồng thêm 10 chiếc khẩu trang màu trắng ngà á. Cái màu kem sữa đó. Trung bình màu kem sữa là màu này thì phải. Đây mọi người ạ. Có được không? Còn được không mấy bạn? Còn được phần quà không đồng không mọi người? Phần quà không đồng mọi người còn đặt được không mấy bà? Táo hả? Táo hôm nay hàng hết rồi, hôm nay 6 tấn táo hết rồi bà ơi. Hôm nay 6 tấn táo hàng hết hàng rồi. Hết mất tiêu 6 tấn táo. Có tặng quà phải không mọi người ha? Đúng rồi, tặng 10 cái nhá. Chỉ cần mọi người thấy có được tặng quà như vậy là mọi người nhận quà thành công. Là mọi người sẽ được nhận cái thành công nhá. Rồi chị ơi em qua nào. Tôi sản phẩm này hàng xin phép qua nha. Hàng xin phép qua sản phẩm này nha mọi người ơi. Rồi Hằng lên cái này cho mọi người. Nghe em yên một. Rồi bạn ngồi bạn không nhá. Sao bạn không nhá. Cỡ gì vậy? Mỗi phiên 15 phút đã bị lố mất. Nhà mùa. Cho hồng nào là. Nếu xem cái hồn án là chỉ hỏi xem. Đây. Đây đây đây. Rồi. Nên là chỉ có sữa bay thì cái hộp to đi tiền sao nó tiền phú. Ê, không à? Không, cái hộp trang nó chỉ hợp. Phóng sơ hoặc là hồng sơ ta. Không, 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 không. Linh cơ. Linh cơ chưa học. Đây, rồi đây Hằng sẽ vô cái này cho mọi người nhá. Khẩu trang UV hả? Trong nhỏ hàng Hằng có. Không, không, không. Không, không, không. Không, không, không. Không, không, không. Không, không, không.
Ở đây có dòng mặt nạ của Colourkey. Cái lưng của hàng hiện tại đây là cái lưng lưng hàng đây, lưng chính này, lưng chuẩn. Bởi vì đang có tích xăng là lưng chính chủ của mọi người nhá. À, cái dòng này là của Colourkey. Thì cái dòng này nó sẽ hỗ trợ cho mọi người được hai cái chức năng. Một đó là hỗ trợ cấp ẩm, hai là hỗ trợ sáng da. Này chỉ đó là hỗ trợ thôi, chứ không phải là có thể khi mọi người sử dụng nó không có thể hoàn toàn được mọi người ha. Nó hỗ trợ. Ôi chết, ôi chết rồi. Chết đang trên sinh phân tỏa vậy. Chụp được không chịu. Đó. Nhỏ em một phát. Rồi. Đây mọi người nhá. Ôi vậy thì quá nhiều. còn đầy. Đây. Mọi người ơi, Hằng sẽ test cho mọi người thử nhá. Bởi vì cái nhãn hàng này có nói một điều là cái dòng sản phẩm sáng da có bổ sung vitamin C để hỗ trợ sáng da. Thì các bạn nào mọi người hay sử dụng sáng như sử dụng mỹ phẩm thì mọi người sẽ biết là vitamin C nó sẽ có một cái công dụng khá là tốt trong vấn đề dưỡng sáng cái làn da của mình ha. Thì bây giờ mình sẽ check cho mọi người một cái thí nghiệm nhỏ nhỏ. Bây giờ nhá, bên này mọi người màu tím là sẽ chuyên cấp ẩm, màu hồng và màu vàng sẽ là chuyên về màu hồng và màu vàng thì nó sẽ chuyên về cái vấn đề là dưỡng sáng hơn. Rồi mọi người coi giúp Hằng nha. Hằng bỏ vô đây. Đeo cho nó đỡ đau. Dễ xíu. Okay. Đang đau lưng thì nhỏ nó ở được đấy, cái này được đấy chị ạ. Trời ơi đấy, cho nó mát xa cái lưng. Ôi trời ơi, nhột quá. Đây nhá, thằng bỏ vô đây một cái này nha mọi người coi nhá. Thằng bỏ vô đây một cái này. Thằng coi nhá. Rồi mọi người thấy cái ly nước nhá, từ từ. Thằng đang muốn test cho mọi người đấy, mặt nạ của Colourkey. Thằng đang muốn test cho mọi người xem có nó đúng là bổ sung thành phần vitamin C hỗ trợ sáng da cho mọi người không. Thằng muốn test cho mọi người một cái nhá. Rồi đây, từ từ nha mọi người, thằng bỏ nước cái dưỡng chất bên trong này vô cái đã. Đó. Rồi. Rồi mình coi những cái dưỡng chất ở bên trong cái mặt nạ nó còn lại là bao nhiêu nha mọi người này. Từ từ. Đó, khá nhiều nhá. Thoải mái đắt nhá mọi người ơi. Rồi. Điểm đặc biệt một cái đó là mọi người coi này. Đó. Các bạn có thể thấy cái màu nó nhạt đi mọi người ha. Cái màu nó đang nhạt đi từ từ, đúng không mấy bà ha? Rồi, mấy bà. Đấy. Đây mọi người coi này. Xem nó có đúng là bổ sung vitamin C cho mọi người không? Các bạn sẽ coi cái này giúp Hằng nha mọi người. Các bạn thấy nhạt đi có thể comment giúp Hằng chữ được không mọi người? Nếu như mọi người thấy nó nhạt đi. Nếu như mọi người thấy cái nước của nó từ một cái màu vàng đậm nó đã chuyển qua cái màu như thế này rồi, các bạn có thể comment giúp Hằng chữ thấy được không mọi người ạ? Được không mấy bà? Dẹp hết hàng mất tiêu rồi. Đây. Mọi người thấy không mọi người ơi. Đây mọi người nhá. Ê, rồi đây. Đây chính là cái hiệu quả của vitamin C. Vitamin C nó sẽ giúp cái nước đó biến đổi qua một cái màu hoàn toàn trắng hơn như thế này một xíu. Rồi, cái màu tím là chuyên về cấp ẩm hơn. Màu hồng và màu cam chuyên về hỗ trợ sáng hơn. Đây hoa hồng, còn đây là cam thảo mọi người ha. Và có bổ sung thêm những dưỡng chất dưỡng sáng da và cấp ẩm cho da luôn. Nhưng cái này nó sẽ chuyên cấp ẩm hơn. Và hai cái này nó sẽ chuyên dưỡng sáng hơn nhá. Rồi, cộng thêm một cái nữa Hằng muốn chia sẻ. Khi mọi người sử dụng mỗi một sản phẩm để cấp ẩm thôi,
hoặc là mọi người sử dụng mỗi một sản phẩm để sáng da thôi thì nó cũng sẽ không đạt được cái hiệu quả hỗ trợ sáng da tốt được, bởi vì sắc tố đen ở trên da của mọi người nó sẽ phát triển nhiều hơn nếu như các da của mọi người là một làn da khô. Khắc tinh của sắc tố đen đó là một làn da ẩm, da càng khô sắc tố đen phát triển càng nhiều, nên là khi mọi người đi ra ngoài trời nắng, mọi người bị rám nắng, về việc đầu tiên của mình làm đó là cấp ẩm chứ không phải việc đầu tiên của mình đó là sáng da. Cho nên là để hỗ trợ cho cái việc mà dưỡng sáng da tốt hơn, mình cần bổ sung độ ẩm. Hôm nay nhãn hàng xếp cho mọi người một cái combo, một hộp cấp ẩm, hai hộp dưỡng sáng, tổng cộng 3 hộp. Mua 3 hộp có được tặng không chị? Được tặng thêm bao nhiêu miếng mọi người ơi? 3 hộp tặng thêm miếng. 6 miếng bất kỳ. Rồi. Đây đây đây. Xin chào chị, như bài cho tôi cái lao này. 3 hộp tặng thêm 6 miếng bất kỳ, tổng cộng là 30 miếng tất cả mọi người nhá. Tổng cộng là 30 miếng. 30 miếng. Sao thấy? Đây đây đây, đưa cho mọi người coi. Cho mọi người. Bao nhiêu sữa? Mọi người sẽ có tổng cộng 30 miếng cho sang sử thật sang sử mà. Để cho mua sang sử. 30 miếng mọi người ơi. Tổng cộng 30 miếng các bạn xài cho hàng hơn 1 tháng. Ngần này thứ chưa hết. Nhi chai cái của Liêu Khiên, Xuế Viên nó là Liêu Khiên. Tặng thêm cho mọi người 6 miếng nữa. Tặng thêm cho mọi người thêm 6 miếng nữa. Được không? Combo này ngày hôm nay 269.000 được không mọi người ơi? 269.000 cho 36 miếng tất cả. Các bạn nào mua được cái giá 269.000 hoặc là rẻ hơn comment giúp hàng với. 269.000 cho 36 miếng mặt nạ tất cả. Bạn nào mua được giá này mọi người ạ? Được. Có mua được giá này không? Ngần này thứ. Đây 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 mọi người ơi. Đây 262 đúng không? 269 239 kìa, 227 kìa. Có voucher mọi người áp vô. Bạn nào có voucher mọi người áp vô nhá. Ngần này miếng 269.000. Được không mọi người ạ? Các bạn nào nhận về cái phần quà đó là không đồng. Khi mọi người đặt mọi người sẽ thấy cái phần quà không đồng hiển thị 6 miếng không đồng, tức là mọi người sẽ được nhận thêm 6 miếng nữa. Ở đây Hằng đang có 36 miếng tất cả. Các bạn sẽ nhận về ngần ấy thứ mọi người ha. 260 mấy. Bà bầu thì Hằng không khuyến khích mọi người sử dụng chuyên cái sản phẩm này. Không khuyến khích nhá. Ví dụ lâu lâu bà xài miếng cũng được nhưng mà Hằng không khuyến khích sử dụng bởi vì nó không phải là sản phẩm chuyên dụng dành cho bà bầu. Đây mọi người ạ. À. Rồi, dòng sản phẩm này nha mọi người ơi, vừa hỗ trợ cấp ẩm nè, chuyên dụng sẽ là màu tím, hai phiên bản hỗ trợ sáng da đó là màu vàng và màu hồng. Khi cấp ẩm kết hợp với hỗ trợ sáng thì nó sẽ đạt lại cái hiệu quả hỗ trợ sáng da tốt hơn. Mọi người chuyên dùng một dòng cấp ẩm hoặc là mọi người chuyên hỗ trợ một cái dòng, dùng một cái dòng hỗ trợ sáng thôi ấy, hiệu quả của nó sẽ luôn luôn đến chậm hơn bởi vì sắc tố đen trên da của mọi người nó cần phải bổ sung độ ẩm, bởi vì sắc tố đen sợ độ ẩm, da càng khô sắc tố đen nó sẽ càng dễ phát triển. Bạn nào chuyên về da các bạn sẽ hiểu cái vấn đề này mọi người nhá. Rồi ngần này thứ. Rồi bây giờ Hằng sẽ đi vô Hằng test lại cho mọi người một thứ một cái để cho những bạn nào vô sau chưa coi được nè. Hằng test lại cho mọi người một xíu nhá. Đây, những bạn nào vô sau mọi người chưa coi được cái sản phẩm này nó có hiệu quả gì trong vấn đề hỗ trợ sáng da. Bây giờ này mọi người, cái này hiện tại đang bán rất là chạy, bán rất là chạy. Hằng sẽ bóc một hộp mới cho mọi người coi nhá. Cái này để ra bên bãi hết trơn rồi. Bóc một hộp mới cho mọi người coi. Xài hao lắm, mỗi lần like là hao mặt nạ lắm. Thầy không test không được cái nếp vậy đấy. Cái nếp vậy đấy các bạn. Đây nha. Đây, thằng ví dụ cái màu vàng hoặc là màu hồng, đây là hai cái sản phẩm hỗ trợ sáng da. Cái màu tím là hỗ trợ cấp ẩm. Đó. Cấp ẩm nên hỗ trợ sáng da nên đi chung với hỗ trợ cấp ẩm bởi vì hai cái này nó kết hợp lại với nhau nó sẽ đạt cái hiệu quả sáng da tốt hơn nha. Đây, ngồi thế này. Ấy, sư sư. Đưa lên sỏ vào. Đây, thằng lên thêm mọi người cho một tí nữa nhá. Đây. Đó, được chưa mấy bạn? Rồi đây. Cái ly này nó đang vàng khè đúng không? Cái ly nó đang rất vàng khè như thế này các bạn có thể nhìn thấy nhá. Vàng khè. Rồi. Lấy cho mọi người cái nữa này. Nó có bổ sung cho mọi người một cái vitamin C, ngoài những cái thành phần khác thì Hằng nói một cái thành phần nổi bật đó là vitamin C. Để xem Hằng test xem có đúng không hay là xạo xạo. Nhãn hàng chỉ ghi đại cho thôi mọi người hả? Nhãn hàng chỉ ghi đại vô thôi. Có bán lẻ, nhãn hàng có bán lẻ nhưng mua combo rẻ hơn. Bây giờ các bạn có thể vô trong nhãn hàng nhá. Mọi người đặt cái combo 3 hoặc mọi người đặt một hộp lẻ nó mắc. Mọi người đặt cái combo 3 trên cái link của Hằng là link độc quyền nó sẽ rẻ hơn mọi người ơi. Đây nha, bây giờ Hằng sẽ đổ cái này vô trước cho mọi người này, đổ cái dưỡng chất trong cái mặt nạ này vô trước cho mọi người coi. Rồi. Những bạn nào vô sau chưa coi được cái mặt nạ nó có bao nhiêu dưỡng chất mọi người coi lại giúp Hằng nhá.
Đó, dưỡng chất khá là nhiều. Đây, rồi đây mọi người coi nha. Đó, thấy chưa, mọi người thấy chưa? Hằng đang cho muốn cho mọi người thấy được là thành phần vitamin C của nó ở đâu. Tôi không phải là người trong ngành, làm sao tôi có thể biết được để tôi test được, làm sao tôi biết được là nó có chứa vitamin C? Thì nó ở đây mọi người ha, nó ở đây các bạn ơi, nó ở đây nè. Đó, cái này để mọi người thấy được nó có bổ sung thành phần vitamin C đó. Đây là cách mọi người test nhá. Hằng muốn mọi người thấy được rõ cái điều đó, chứ Hằng không có muốn ngồi nói miệng. Nói miệng đôi khi mọi người không có thấy rõ bằng mắt thật, thì mọi người thấy mọi người sẽ được yên tâm hơn nhá. Rồi bây giờ này mọi người một cái combo này nè. Combo một hộp màu vàng 10 miếng, một hộp màu tím 10 miếng và một hộp màu hồng 10 miếng. Hai cái phiên bản vàng hồng là hai phiên bản hỗ trợ sáng da, phiên bản màu tím là phiên bản hỗ trợ các bẩm chuyên sâu. Rồi, hai cái này kết hợp lại với nhau, mặc dù mình biết là mặt nạ không thể nào đi một mình mà có thể hỗ trợ sáng da, để hỗ trợ da nó sáng bóc lên được, nó phải kết hợp với những cái khác, kết hợp với dưỡng da đúng không mọi người hả, kết hợp với chống nắng các thứ nữa đó, nhưng nó sẽ là một khía cạnh nhỏ để góp phần cho mọi người đi đến cái công cụ mà hỗ trợ sáng da tốt hơn. Rồi bây giờ này, nguyên cái combo này tổng cộng nha mọi người 30 miếng tất cả, hôm nay tặng cho mọi người thêm 6 miếng bất kỳ nữa, mọi người nhận về tay ngần này miếng tất cả 269.000 ngần này miếng. Các bạn nào mua được nè mọi người ơi, ngần này tất cả nha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Chưa hết, tặng thêm 5 miếng nữa, 6 miếng nữa, 21, 31, 32, 33, 34, 35, 269.000 mọi người nhá. 269.000 cho 36 miếng tất cả. 3 hộp được tặng 6 miếng tất bất kỳ, tổng cộng là 269.000. Các bạn áp voucher vô. Các bạn áp voucher vô giúp Hằng mọi người nhá. Em mua 370 vậy sao mua mắc dữ vậy? Sao mà mua mắc dữ vậy? Mọi người ơi, muốn mua vàng hồng thôi hả? Đây Hằng sẽ nói như thế này nhá. Các bạn nghĩ thì mọi người sẽ nghĩ là mình chỉ cần sáng da thôi, mình không cần cấp ẩm đúng không? Mọi người lên Google search giúp Hằng thử mà xem. Sáng da, muốn da sáng hơn là sắc tố đen trên da phải đi xuống. Sắc tố da trên da mà nó đi xuống chậm hoặc là nó phát triển mạnh là bởi vì do cái làn da, một trong những nguyên nhân đó mọi người ha, để nó phát triển mạnh là do cái làn da quá khô. Thông thường cấp ẩm luôn phải đi song song cùng với dưỡng sáng, thì cái làn da của mọi người những sắc tố đen nó mới có thể ít đi được hoặc là nó phát triển chậm đi được. Mọi người để ý khi mà mình đi ra ngoài mình bị rám nắng về nha mọi người, mình bị rám nắng làn da, mình rám nắng, việc đầu tiên mình về đó là cấp ẩm, không phải việc đầu tiên mình về là bôi kem trắng da, không phải nha mọi người ơi, không đó, bởi vì tiêu UV nó sẽ tạo nên cái sắc tố đen và sắc tố đen đó sợ độ ẩm, da càng khô nó phát triển càng mạnh, cho nên mọi người cứ thấy người ta hay nói đi nắng về đắp mặt nạ nha nam cho nó cấp ẩm cho da này nó các thứ đồ đúng không hả? Đó là như vậy, cho nên là để hỗ trợ cho một làn da sáng, những sản phẩm dưỡng trắng tôi không đủ, bắt buộc phải đi cùng với cấp ẩm nhá. Hai cái này nó song song với nhau, và nếu như mọi người mua một hộp hai hộp thôi nó mắc. Trên like của Hằng, Hằng chỉ đẩy cho mọi người là combo 3 hộp thôi. 3 hộp 30 miếng tặng thêm 6 miếng nữa, tổng cộng là 36 miếng tất cả. Mọi người nhận về ngần ấy thứ, ngần ấy thứ tổng cộng là 36 miếng, tặng thêm 6 miếng bất kỳ nữa mọi người ha, 269.000. Đúng không mấy bạn? 269.000 phải không mọi người hả? 269.000 cho cái combo này được tặng 6 miếng. Đúng rồi. Được tặng 6 miếng mọi người ơi, được tặng 6 miếng nữa nhá. 304 hả? 263 kìa, 262 kìa. Thấy chưa? 262, 263 cũng được kìa. Đây là nguyên cái link của Hằng thôi, mọi người đã bán ra bên ngoài là 6-7 ngàn đơn rồi. Hằng mới like có mấy buổi thôi mọi người, mới like mấy buổi sản phẩm này thôi. Còn link của nhãn hàng, mọi người vô trang của nhãn hàng, mọi người thấy cái link của nhãn hàng đã bán hơn 100 ngàn đơn rồi. Feedback cũng đánh giá khá là tốt, và người đại diện thương hiệu đó là Hoa hậu Lương Thùy Linh. Hoa hậu Lương Thùy Linh là đại diện thương hiệu. Còn hôm nay trên like của Hằng mua 3 hộp được tặng thêm 6 miếng, tổng cộng mỗi hộp 10 miếng, 3 phân loại, một tím chuyên cấp ẩm, hai loại trắng và hồng hỗ trợ sáng da mọi người ha. Rồi tổng cộng cái combo này đem có cái giá đó là 269.000 rồi. Hằng like sẽ có giá này, khi mà Hằng off sản phẩm này nó sẽ không còn giá này nữa nhé mọi người ha. Nên là nếu như sau này mọi người cần Hằng like sản phẩm này, mọi người cứ comment lên trên màn hình, vô nhãn hàng mua nó sẽ hơi mắc. Rồi sản phẩm này Hằng xin phép qua nhá. Hằng xin phép qua sản phẩm này mọi người ha. Hả? Rồi. Đây.
Hằng sẽ ghép qua sản phẩm này. Ơ chị ơi, cho em cái máy sấy. Rồi mà. Cho em máy sấy đi. Máy sấy tóc. Ồ, brushy. Và brushy cũng được. Ở đây. Brushy cũng được. Ờ thôi 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 thôi. Brushy Solina là lần này cho xong. Tuyệt tuyệt. Chưa gặp. Đây đây, tuyệt tuyệt. Đấy, cái màu hồng lại quên lấy xuống à? Đi mãi rồi sao ạ? Cái mãi khoa đó. Cái khoa hay diễn hay dùng mà. Đều diễn mà. Rồi đây. 199.000 rẻ vậy. Chỉ có một cái. Rẻ vậy. Mấy cái chẳng ra. À, 900 đan. Nhầm rồi. 900 đan. Nhưng mà mình 900 con bò mặt nạ rồi. Chứ giả thức không nào, nhà sao đó. Cái nó. Cái nó là chua tới răng. Nó rồi, cái nào nó. Chua tới răng. Ủa, sao còn cái hộp không vậy? Nó chẳng có số sức không đâu. Tôi nói chứ mệt đâu bà. Sẽ nói chứ mệt mà. Nó còn cái hộp không như chàng ơi, chàng.